Dạ thưa thầy, ở nhà con cứ đọc sách đó là tại mấy cái cuốn sách nhờ. Mấy cuốn sách đó con vừa mới tạo ra một cái bài học rất hay ạ. À. Bài học gì? Đây là câu chuyện về nó. Ngày xưa là có một alo mà là có một câu chuyện nó kể về một cái nhóm nó có tên là nhóm rau xanh, ý là nhóm nhóm tốt tốt đẹp á, là nhóm chúc đẹp gồm toàn những toàn rau không à, toàn rau. Nên một hôm có một người có tên là củ cải trắng á, là người đó đi đi và bảo rằng là cha tôi tham gia nhóm với, tự dưng mấy cái nhóm làm mạnh nó bảo rằng là bạn không cùng loại với chúng tôi nên bạn biến đi. Rồi sau đó thì cái người cục cải trắng là liền buồn và đi tìm nhóm khác, đó là rồi một hôm nữa là gặp được một người người họ nhà râu, nhưng mà có vài cái vết đen á, nên bảo bảo rằng là tôi có thể tham gia được không, thì cái nhóm đó bảo rằng là tôi nghĩ rằng là tôi nên cho bạn tham gia. Thì lúc đó thì ông chủ á, ý là cái ông mà ăn ăn mấy cái thứ tốt lành nó ăn chay ấy, rồi tự dưng ông táo bón luôn. Rồi con bụng mới phát hiện ra rằng Là sao? Là chưa hiểu gì trơn, sao nói tới đó không hiểu gì trơn vậy? là có nghĩa là tuy tuy nhìn nó không giống hoặc là gì, ví dụ như là con người á, là theo như con nghe nghe là cái mấy cái con chuột á, là tuy nhìn nó hơi nhỏ bé và không có hình hài giống con người, nhưng mà nó lại mang dòng máu gần gần con người ấy, nên các nhà khoa học thường hay hay dùng chuột lang để làm thí nghiệm ấy, là cũng giống như thế này này, là tuy tuy nhìn không giống loài nhưng mà chúng ta nên biết rằng là phải nhìn nguồn gốc của nó sâu xa hơn thì mới tham gia được, chứ đừng nhìn hình nó là nhìn là à nó giống hình dạng của mình nè, nhưng mà nguồn gốc nó từ đâu thì mới là vấn đề ạ. Rồi ý sao, ý cũng kể câu chuyện đó là ý sao? là ý là nên biết là nguồn gốc của nó có tốt không, Chưa ăn ở hiểu. như thế đó thầy, nguồn gốc Chưa của nó hiểu. Nhưng dạ mà là mục tiêu con muốn truyền tải điều gì cho lớp học của chúng ta? Con muốn nói điều gì? đó là đừng đó là đừng nhìn hình mà bắt hình rong, Là sao? là có nghĩa dạ là đừng có nhìn bề ngoài Có hơn. người nói kìa, là như thế đó thầy kìa. Dạ là đôi khi là chúng ta nên nên chú ý xem coi là nguồn gốc họ đến từ đâu, nguồn gốc ngày xưa ông bà tổ tiên của họ ăn Không, cái đó không phải đâu ông ơi. à, Mình không dạ có nói gì được. Có nghĩa là gì nè? Cái ý nghĩa con nói thì thầy biết rồi đó. Có nghĩa là đừng có bao giờ phân biệt con người, đúng không? dạ đúng Trong cách rồi đối đãi đối xử, đúng chưa? dạ đúng rồi ạ Thì nhiều khi họ khác màu da, khác tôn giáo hay khác đất nước, thì mình cũng phải hiểu được cùng chung, chúng ta cùng sống chung. Thì khuynh hướng là gì nè? Nếu mà như giống con có coi phim Có người ngoài hành tinh không? dạ có. Rồi nếu mà bây giờ người hành tinh vô xâm chiếm trái đất thì con bảo vệ trái đất không? Không hả? Có không? Có bảo vệ trái đất không? Dạ có hả? Ừ. Nhưng mà nếu hai đất nước mà đánh nhau thì con bảo vệ Việt Nam không? Có chứ. Nếu hai tỉnh thành đánh nhau thì con bảo vệ tỉnh mình đang ở không? Dạ có ạ. Nhưng mà nếu hai quận huyện đánh nhau thì con đứng ở trong quận huyện của mình không? Dạ có hả? Nếu hai phường xã đánh nhau thì con đứng ở xã mình không? Dạ có hả? Nếu hai ấp đánh nhau thì con đứng ở ấp mình không? Dạ có ạ. Nếu hai cái khu vực đánh nhau thì con đứng khu vực mình không?
Dạ có mà. Nếu có hai dòng họ đánh nhau, con đứng dòng họ mình không? Dạ có ạ. Nhưng mà hai gia đình anh em trong dòng họ đánh nhau, con đứng bên gia đình mình không? Dạ có chứ. À, thì con người của mình vậy đó. Ví dụ mình sống trong hai gia đình có anh chị em bên nội bên ngoại, cái bắt đầu cự lộn nhau thì mình binh bên nào, nhưng mà bự hơn ở xã thì mình binh xã, binh huyện, binh tỉnh, binh đất nước. Thì trái tim của con người nó tùy theo hoàn cảnh mà cách đối đãi. Nếu con mở rộng trái tim, con là công dân toàn cầu, thì con sẽ không phân biệt Việt Nam hay thế giới. Người Yến là người trên trái đất này, là con sẽ sao? Con sẽ hỗ trợ. Thì nó thuộc về quan niệm sâu trong tâm tâm của mình á, nó mới quyết định con đối đãi con người được. Còn hiện tại con nói lý thuyết thôi, chứ khi mà đụng chuyện xảy ra, con không xác định con là công dân ở đâu thì con không bao giờ con làm được hết. Dạ. Vậy thì con nói con là người Việt thì tự hào dân tộc của Việt Nam nó sẽ trỗi dậy. Nhưng nếu con là công dân toàn cầu, con là người của trái đất, thì con sẽ không phân biệt da vàng, da đỏ, da trắng, da đen. Dạ. Hiểu không? Dạ, con hiểu. Nên là mình cái tư duy của mình nó lệ thuộc vào cái đó mình mới quyết định. Còn không có trách cái đọc câu chuyện đó thì không có trách người ta được. Tại vì các loài rau nó thấy hơi khác nhau chút xíu. Bạn là củ mà tôi là rau nên là không sống chung được, phải rồi. Yeah. Bởi vì nó xác định bản thân cái loài đó nó đang xác định là loài đó nó đang là loài đó. Còn nếu mình xác định là rau củ quả nói chung thì không có phân biệt loài nào. Dạ. Yeah. Thì con xác định là công dân toàn cầu thì con sẽ không phân biệt mình là ai, mình là người nước nào. Thì khi đó mối quan hệ của con sẽ mối quan hệ toàn cầu. Còn nếu con nói con là người sống thành phố Hồ Chí Minh thì bắt đầu tự hào mình là người thành phố Hồ Chí Minh, thì tự nhiên cái cuộc sống của con xoay quanh thành phố không à, không có mở rộng được mối quan hệ trên đất nước. Dạ. Yeah. Được không? Dạ yeah, được. À gì đó, ý nghĩa gì đó, cũng không có gì sáng chế đâu. Ừ, thôi hen. Dạ con biết rồi ạ. Bye bye con trai. Và trân trọng biết ơn thầy và cả nhà ạ. Và con xin tạm biệt. Ừ. Xin mời cái gì? Tài Phạm hả? Anh Tài Phạm hả? Tại thấy chị Trúc Linh ăn nhép lên khỏi nói chuyện, ăn xong hết trơn thì tính sao? Xin mời Tài Phạm. Dạ, em xin miễn chào thầy Toàn, miễn chào cả nhà trong buổi Zoom anh hôm nay. Anh tên Tài hay sao anh? Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Phạm Văn Tài, năm nay 39 tuổi, đang làm việc sinh sống tại Đồng Nai ạ. Dạ. Thì em rất biết ơn thầy Toàn và biết ơn nhân mạch của em là bạn Kim Trung, bạn đã giới thiệu cho em khóa học này. Thì sau khi tham gia được 3 buổi ấy, thì cũng như thầy chia sẻ, em cảm thấy tất cả những cái nghi vấn hay là những câu hỏi của em ấy từ nhỏ đến giờ nó ùa về, giống như hôm trước anh Sĩ có chia sẻ ấy. Nên em cảm thấy như mình lại giống như được sống lại hay là được khai mở lại từ đầu ấy. Thì em cũng không rất chi là muốn chia sẻ những cái đó, nhưng mà hiện tại nó có lộn xộn sao thầy ạ, em cũng sắp xếp được. Nhưng mà hôm qua lúc thầy Nhật Anh có nói cho em một câu là mình đặt câu hỏi nghi vấn, giống như là như mình ví dụ mình như hôm bữa trước thầy có cái chia sẻ cái vòng tròn hiểu biết ấy, thì là em đang thấy cũng rất có một câu hỏi em muốn hỏi thầy, là mong thầy sẽ giải đáp cũng giống như là để chia sẻ cho em hiểu thêm được một chút ạ. Đó là mình sẽ nói những cái mình nói, cái người biết, nói cái của người biết để cho người hiểu, đúng không thầy ạ? Mình sẽ nói cái người biết. Dạ không, lấy cái biết của người, lấy cái biết của người để nói cho người là người ta sẽ nói hiểu, cho người thầy biết thì người ta sẽ hiểu. Dạ thì ý của em là bây giờ phải không, như giống như những người như thầy hay những thầy như thầy Nhật Anh ấy, là những người có nhân dạng rất chi là tốt rồi, thì mình sẽ dễ hỏi người ta hơn, đúng không? Như là em thấy giống bản thân em bây giờ ấy, giống ở trong cuộc sống bình thường thôi,
mình đi hỏi một người, ví dụ như là người ta có hơn mình một cấp bậc rất nhỏ thôi, cơ mà người ta cũng có thái độ giống như là không được trân trọng mình cho lắm ấy. Nên là em cảm thấy như cũng hơi bế tắc về cái chuyện để mình làm sao để mình hỏi được cái biết của người ta ấy, để mình nói chuyện với người ta ấy. Nên là em cũng muốn mong thầy sẽ cho em một hướng và một câu hỏi, câu trả lời cho để cho em được thỏa mãn hơn cái này của em ạ. Tại em cũng đi hỏi ấy, nhưng mà người ta nghĩ mình cái nhân dạng của mình ấy thấp quá, nên là người ta cũng không chịu hợp tác thầy ạ. Vâng, thì biết ơn thầy và cả nhà đã lắng nghe ạ. Có người phụ nữ đó là vợ của một nhà phát triển cá nhân rất là nổi tiếng. Thì ngày mà anh ra mắt cái cuốn sách đó, thì phóng viên báo chí lại phỏng vấn đó, thì phỏng vấn chị, thì mới nói là anh có mang lại hạnh phúc cho chị hay không. Tại vì ổng là một người giúp cho rất là nhiều người hạnh phúc mà. Nhưng mà coi hỏi vợ ổng là ổng thật sự có mang lại hạnh phúc cho chị không. Cái chị người phụ nữ đó không cần suy nghĩ mà trả lời ngay và liền luôn, đó là không. Phóng viên khác hỏi một câu nữa, thật sự anh có mang lại hạnh phúc cho chị hay không, thì người đó vẫn trả lời là không. Thì có một phóng viên hỏi lý do tại sao, thì người phụ nữ đó trả lời là anh không có mang lại hạnh phúc cho tôi là người có hạnh phúc rồi, và anh mang lại hạnh phúc hơn cho tôi thôi. Anh không có mang lại hạnh phúc cho tôi, và đàn ông không có mang lại hạnh phúc cho phụ nữ mà có thể mang lại cho hạnh phúc hơn cho người phụ nữ thôi. Nếu người phụ nữ không có hạnh phúc thì người đàn ông cũng không mang lại hạnh phúc cho họ. Vậy thì trong nhận thức nội tâm của anh đã thấy anh thua người rồi, thì người ta đâu có chia sẻ cho anh biết được cái nội học tập của họ của anh. Người ta giống như một người mưu cầu người khác yêu thương, phải quan tâm yêu thương mình, có nghĩa là người đó thiếu tình yêu thương thì biểu hiện ra ngoài sẽ là sao ạ? Người ta sẽ không yêu thương mình. Vài ngày nữa chúng ta chút xíu chúng ta sẽ học công thức cội nguồn á, anh sẽ thấu hiểu điều đó. Nên khi anh đã cảm giác được một điều người ta đã hơn mình rồi, thì anh đã không có ứng dụng được cái nguyên lý hôm trước. Nguyên lý hôm trước nói rằng là bạn có hiểu biết như tôi, như nhau. Tôi bây giờ có những cái biết thì tôi muốn cầu thị và khiêm tốn mà, nên làm gì người ta không cho mình cái biết. Mà anh đã gì cảm thấy nội tâm mình thua sút và thua kém người ta khi tiếp xúc rồi, thì cuộc đời này mình không bao giờ mình tiếp xúc được con người ta cho mình tri thức cao hết. Tại vì anh thấy anh thiếu thốn này, anh phải cảm nhận được tôi biết những gì tôi biết và bạn cũng biết những gì bạn biết. Anh cảm nhận được cái điều đó mới được. Anh chị cho Toàn xin phép Toàn chỉnh chút xíu. Anh hiểu ý em nói không? Dạ. Đó là gì? Anh biết những gì anh biết, em đang biết những gì em biết. Đâu có ai hơn ai về cái hiểu biết đâu. Nên là mình đâu có gì đâu mà sợ thua sút người ta hay là kém người ta. Nhưng mà tôi muốn biết thêm những gì mà anh biết, nên tôi mới lại hỏi anh, giao lưu với anh. Nếu anh không cho tôi thì sao? Dạ. Thì thôi. Còn nếu điều đó là điều duy nhất anh mới biết, thì tôi sẽ sao à? Tôi sẽ làm mọi cách để tôi hiểu được, nếu anh là người duy nhất biết nó. Nên có những con người trên toàn thế giới này, có những người duy nhất biết những tri thức đó. Nên có nhiều người thầy á, có nhiều người đệ tử đã hàng tâm. Nó có một cái thuật ngữ tên gọi là hàng tâm. Nếu người đó là người sao à, biết duy nhất cái điều đó và mình muốn học nó, thì mình phải hàng tâm. Người ta có chửi lên, chửi xuống hay đánh lên, đánh xuống gì, mình cũng kiên trì mình học. Bởi vì sao? Em muốn học cái điều đó. Và em thấy anh á là có những hiểu biết này hay quá, nhưng mà em không có biết tìm ai để học, nên em mới xin anh á là chia sẻ cho em biết. Cái anh ta nói thôi, tôi không có cho cậu đâu, đừng nói gì trơn, không bao giờ cho đâu. Vậy thì em làm điều gì thì anh có thể chia sẻ cho em những điều đó. Có nghĩa là bằng mọi cách mình hàng tâm, mình học cho bằng được cái mà người ta đang có. Thì cái đó thì làm gì mà con người người ta không chia sẻ cho anh. Nhưng mà người ta mới nói vài câu à, thôi không cho, thôi đừng kiếm tôi là nghỉ.
ngày xưa em đi chia sẻ về lĩnh vực dinh dưỡng học và em cũng đi khắp nước để em nói chuyện, có nhiều người chạy lại em á, nói câu là gì: Đoàn, giúp đỡ cho chị đi, chị muốn trở thành một chuyên gia và một người rất thấu hiểu về sức khỏe giống như em á. Cái em nói thôi trời ơi, chị biết chi mất công cực lắm, ngày này thôi đừng có làm. Cái người đó sao à, lãng đi. Cái sau đó năm hai năm sau gặp Toàn nữa: sao em không có hướng dẫn cho chị gì trơn gì Toàn, cho chị trở thành chuyên dinh dưỡng giống như em đi. Nói, thôi đừng có kiếm em, kiếm em chi vậy, thôi mệt quá đi. Cái gãy cái nữa, cái mấy năm sau cái gặp nữa, nói sao không chịu dạy cho chị gì trơn vậy. À, nói thôi, thì tới giờ bà đó cũng đi mất tiêu luôn à. Hiểu ý không ạ? Dạ. Anh hiểu ý không? Anh hiểu sao? Dạ. Anh nắm dạ, ý không? Dạ. Anh Tài nắm ý em vừa truyền đạt không? Có nghĩa là anh muốn học nội dung đó. Dạ. Mà người ta giả bộ người ta nói gì, tại vì nó tiệt quý mà. Nó tiệt quý. Thì sao? Thì anh đâu phải tùy tiện coi xin là người ta cho, nên người ta tạo ra một cái vỏ bọc nhẹ như vậy, coi cái người có quyết tâm để học tập không. Cái bắt đầu sao, người ta sống cuộc giàu mà, người ta cuộc sống người ta tốt mà. Anh chạy lại anh cầu thiện chút xíu, anh khiêm tốn chút xíu, và anh muốn trở thành người giống như họ. Kinh doanh này nè, bất động sản này em không hiểu á, em muốn bước vào ngành bất động sản này, anh có thể dạy em không? Nói thôi ta không có dạy cho ai đâu, không có dạy cho người ngoài đâu, nhưng mà làm sao để anh dạy cho em đến đó trả giá gì, trả giá gì thì anh dạy cho em. Chứ bây giờ mình muốn học mà mình ta nói mới hơi hơi thôi là mình đã sao à, bực bội khó chịu rồi, thì mình thôi chịu thôi. Anh hiểu ý không? Giải quyết nội tâm thứ nhất là ai cũng như ai về tri thức hết, do cái biết của ông tôi không biết nên tôi cầu thị học tập ông. Cái thứ hai mà cái biết của người ta trả giá bao nhiêu bằng xương máu, mình chạy lại mình mới nói có vài câu mà mình muốn học thì hình như dễ quá. Nắm không ạ? Dạ. Nghĩa là mình muốn học là mình phải giống như bỏ hết cái tôi đi, và nghe bằng cái tinh thần là giống như là một đứa trẻ. Nói thật ra ngày xưa trong quá trình em học tập á, có những người thầy á, em đợi á, cỡ mấy ngày ở ngoài cửa, họ không cho mình gặp, không cho gặp mình, tại vì lúc đó mình không là ai hết nên họ không có cho gặp. Em đợi rồi sao em móc nói người này người kia, cuối cùng á phải mời em vô ngồi ăn cơm để nói cho em vài câu, chỉ trả lời cho em đúng một câu nào hỏi thôi. Đó là em hỏi thầy, thầy cho em một câu hỏi duy nhất, em hỏi là như thế nào là một người nhà lãnh đạo đơn giản. Mà em đó là trà lết quết sảm, thầy đi ăn cơm thì đứng ở ngoài nhà hàng, thầy đi về khách sạn đứng ngoài trước cửa khách sạn để trả lời cho em được một câu thôi, đó là như thế nào là nhà lãnh đạo đơn giản. Yeah. Học cho bằng được, nó được gọi là hằng tâm. Yeah. Hiểu ý nữa không ạ? Làm như thế nào, tại vì để trở thành một nhà lãnh đạo, mà nhà lãnh đạo trở thành nhà lãnh đạo đơn giản thì cuộc sống của mình nó khỏe. Nên em đã nghi vấn cái câu đó rất lâu mà không tìm được trả lời lời giải bất kỳ cái cuốn sách nào trên nhân loại này. Không có cuốn sách nào báo cho em biết được như thế nào là một nhà lãnh đạo đơn giản hết. Tại vì tất cả những người nhà lãnh đạo xuất chúng, nhà lãnh đạo vĩ đại, nhà lãnh đạo gì đó không à, không cho em biết được nhà lãnh đạo mà em muốn phấn đấu, nhà lãnh đạo đơn giản. Và cuối cùng thì em hàng tâm học tập thì tìm được cái câu trả lời đó. Dạ, thì em biết ơn câu trả lời của thầy, em rất chi là tâm đắc. Thứ hai là cái hàng tâm ấy thì hàng là luôn luôn muốn học. Hàng nghĩa là cái mình có cái bí quyết hay là có quyển sách hay là cái gì để mình học cái hàng tâm này một cách hiệu quả nhất không thầy? Cái chữ hàng tâm nó đã quá rõ rồi. Dạ. Thầy đừng có kìm kiếm đó, tại vì không có sách nào viết cái chữ này. Dạ. Cái này cũng kiểu giống như cái mình sống trong môi trường giống như là nó lâu quá rồi. Giống như em thần thầy ấy, em cuộc sống của em ấy, trước đây ấy, thì cái gì ấy, người ta nói cái gì ấy, mình cũng giống như là có sự chuẩn bị trước ấy, mình chưa thể đặt cái tâm của mình vào để mình sống thật được. Đó.
nên là giống như cứ theo công thức ấy. Nên là bây giờ ấy, em cảm thấy nó cũng hơi mệt mỏi với cái đó. Nên sau khi được bạn Kim Trung giới thiệu vào cái khóa này ấy, em cũng rất chi là kỳ vọng và cũng như đặt nhiều tâm huyết vào đó. Thì em cũng hy vọng là sau 21 buổi thì em có thể đứng thoát ra khỏi cái vỏ bọc đó. Nên là em cũng thấy rất chi mệt mỏi khi mình sống. Nếu lúc có những người ta đã hỏi câu gì ấy, mình hay có sự chuẩn bị trước ấy, nhưng mà cái đó là cái sự giống như theo công thức ấy, mình chưa đặt được cái tâm của mình vào khi mình trả lời những câu hỏi của người ta. Thì mình cứ sống được vậy đi, tới khi nào ngộ ra được thì thêm, chứ có gì đâu, sống gì có sao đâu. Mình sống gì không bị gì đâu. Thì nó mệt mỏi lắm thầy ạ. Thôi sao đâu, học tiếp thôi, có chuyện gì đâu mệt mỏi. Vâng ạ. Em thấy có mệt gì đâu, anh mệt chứ đâu phải em mệt. Dạ vâng ạ. Thì em cũng rất biết ơn thì với thầy Toàn đã khai mở cho em những cái kiến thức mà lúc trước em chưa từng biết đến, cũng giống như cái vòng tròn hiểu biết ấy, mới một cái không biết là không biết thật. Nhiều cái không biết quá. Dạ vâng ạ. Vậy thì biết ơn thầy Toàn và cả nhà đã lắng nghe ạ. Vâng. Ai biết ơn anh. Không sao đâu, con nó ổn chút xíu, không sao đâu, đừng ấy. Bye bye anh. Lộn, lúc nãy là Linh Chi. Linh Chi là giơ tay trước. Lộn chứ không phải Trúc Linh. Mời Linh Chi. Dạ, em chào thầy, em chào cả nhà. Em trân trọng biết ơn thầy đã gọi em ạ. Và cũng trân trọng biết ơn cả nhà vì đã lắng nghe em. Em biết đến Huyết là qua hai nhân mạch là chị Anh Túc và chị Liên Nguyễn, hiện nay đang học Mentor 3. Anh Túc ở bên Mỹ đúng không? Hay sao ta? À dạ không phải. Ạ, chị Anh Túc ở Hà Nội ạ. À, anh Túc Hà Nội, à, nhớ rồi, dạ. Anh Túc. Dạ vâng, và chị Liên ạ. Em cũng xin là chia sẻ một chút về có hai nội dung ạ. Nội dung đầu tiên là bài học tâm đắc ngộ từ ngày hôm qua. Thì ngày hôm qua thì em có được thầy Nhật Anh chia sẻ là về sự kích hoạt não người là cái lợi ích ạ. Bởi vì là có những lúc thì đúng là khi mà có một số các chuyện xảy ra ấy, thì em cũng thấy rằng là kiểu như là khi mà mình bật ra cái suy nghĩ cũng như là những cái mong mình bật ra những cái suy nghĩ nó không mang tính tích cực lắm, và sau đó thì mình lại làm những cái hành động nó cũng không được theo đúng theo chiều mong muốn. Thì khi mà thầy Nhật Anh có chia sẻ về việc là cứ liên tục là sử dụng cái nguyên lý là kích hoạt não người ạ, thì để cho những cái chuyện nó xảy ra theo đúng các cái hình ảnh mình mong muốn theo hướng tích cực ạ, thì em cảm thấy là em rất là tâm đắc và em muốn là sẽ làm liên tục. Thì hiện nay thì là trước đây thì em cũng làm nhưng mà nó vẫn đang là ở mức là nó chưa được nhiều và chưa được liên tục theo từng ngày ạ, mà sẽ chỉ là ngày mỗi ngày em tích dần 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 ấy. Thì em cứ nghe cái âm của các thầy với các cô thì em cũng làm có những ngày em nhận ra được những cái bài học tâm đắc ngộ, nhưng có ngày thì em lại chưa nhận ra được. Nhưng mà em nghĩ rằng là em cứ tích dần thì đến hiện tại thì em cũng thấy rằng là bắt đầu em gần như là cái tần suất mà nhận ra ấy, nó bắt đầu nó thường xuyên hơn ạ. Thì em cũng rất là mong muốn là em sẽ em cũng không phải mong muốn nữa mà em sẽ làm cái này, em sẽ áp dụng nó thường xuyên hơn ạ. Có một cái nữa là đến cái thứ hai là liên quan đến cái một cái trải nghiệm về nội tâm mà mới tuần trước ạ, em cũng mới nhận ra mà em cảm thấy là em rất là trân trọng biết ơn và em muốn là chia sẻ với mọi người. Đấy là nếu mà mọi người biết, nếu mà biết em từ trước ấy, thì là cái lớp em đã học ghi âm là ở K15 và học trực tiếp vào trong lớp mình là từ K16 và K17. Thì từ khi hồi bé là em cũng đã có một cái gọi là cái nghi vấn là làm thế nào để có thể là như hồi trước em cũng có chia sẻ với thầy ạ, là làm thế nào để ghi nhận được cái giá trị bản thân của mình và có thể như là giúp đỡ mọi người để có thể đứng trên cái vấn nạn phát sinh ạ.
Nhưng mà em cũng thấy là nó có một chút gì đó nó hơi cấn cấn nhá. Cấn cấn ở đây là em thấy là hình như là cũng vẫn chưa đúng, bởi vì là hình như là mình vẫn đang tập trung vào những cái nó hơi tiêu cực một chút. Mình vẫn đang nhìn thấy rằng là mình chưa tìm thấy giá trị của bản thân mình, cũng như là cái việc là hình như là mình vẫn đang có một chút gì đó là đang nghĩ đến cái vấn nạn của mọi người nhiều hơn. Thì mấy tuần vừa rồi ạ, thì em lại được rất là được may mắn là chị Anh Túc có giới thiệu em để cho em tham dự cái lớp học bơi ở ngoài Hà Nội do thầy Trọng ra Hà Nội ạ. Thì em cảm thấy là đấy là một trải nghiệm nội tâm mà cực kỳ đáng quý, và cảm em và em bơi đường 2 cây số chưa? Dạ em đang tập ạ. Nhưng em mà đi biết bơi chưa? Đã biết rồi ạ. Bơi được em, vâng, được bao nhiêu vòng vậy? Dạ em phải bơi được khoảng tầm 20 vòng ạ. 20 vòng để trước khi bơi á là biết bơi chưa? Dạ em chưa. Vậy là học bao nhiêu buổi biết bơi vậy? Em vào muộn thì mọi người học 10 buổi thì em học 9 buổi ạ. 9 buổi là biết bơi 20 vòng là vòng 25 mét hả? Vòng 50 mét hả? Dạ vòng khoảng 26, 28 gì đấy ạ. Là một lượt đúng không? Một lượt dạ, là vâng. 25 mét đi. Dạ vâng, một lượt. Thì hai lượt là tổng 20 vòng là nhiêu vậy? Là 250 mét hả? Dạ, nó cũng chưa được nhiều lắm nhưng mà em... Thì được rồi, biết bơi mà 9 buổi à? Dạ vâng. 9 buổi là biết bơi. Chưa học thấy vi diệu không? Dạ có. Em cũng muốn chia sẻ là cái mấy buổi đầu tiên ấy, thì là em cũng rất là bạo, bởi vì là được sử dụng 2 cái phao cùng với là có rất là nhiều thầy cô ở trên bờ hỗ trợ nữa ấy, thì em cũng bơi rất là bạo. Nhưng mà đến buổi cuối khi mà thầy Trọng báo em rằng là chị bỏ hết các cái phao ra để gọi là chỉ bơi không ấy, thì lúc đấy là em rất là sợ. Em sợ bởi vì nội tâm em cảm giác là em chưa tin tưởng bản thân mình lắm. Sau đó đến lúc kia là, nhưng mà em vẫn nghe theo lời thầy, thì đúng là cái lần đầu tiên em bơi thì em vẫn suýt nữa em cũng mấy lần là em bị ngập nước và gần như là cũng vừa quạo quạo loạn lên ấy. Đó. Nhưng mà sau đó xong thì đến cái lúc mà em đến được cái bờ bên kia thì thầy Trọng lại cũng rất là động viên và cũng báo em rằng là phải thay đổi lại cái hình ảnh ở trong tâm trí của mình. Và đến lúc đấy thì em lại nhớ ra một cái câu mà cô Minh có chia sẻ ở trong lớp học tài chính gần đây nhất thôi. Đấy là cô bảo rằng là cái cơ bản là cái quan trọng và cái đơn giản là cái hiệu quả. Thế là trong một cái khoảnh khắc đấy, em tự dưng em lại nhớ, em lại đặt ra một câu hỏi là thế cơ bản là mình muốn gì? Bởi vì là lúc đấy em rất là sợ, nhưng mà em lại đặt ra câu hỏi đó. Và tự dưng trong đầu em có câu trả lời rằng là mình muốn bày dựng thầu toàn diện. Đấy là lần đầu tiên trong cái khoảnh khắc đấy gần như là em vỡ hòa luôn thế ạ. Bởi vì là em thấy rằng là khi mà tự dưng là em thấy là những cái vấn đề như kiểu ngộp nước hay là những cái như là dạng là em chưa bơi được tốt ý, nó không còn là vấn đề nữa. Mà nó giống như là cái đấy là cái đương nhiên là em sẽ vượt qua rồi để em đến cái đích đấy. Và em cảm thấy rằng là cái đấy nó không, cảm giác là mình có thể là mình bình tâm hơn, dù kiểu như là kỹ thuật thì bơi có thể là vẫn chưa được ổn định lắm, nhưng mà mình sẽ dần dần mình sẽ cải thiện tốt hơn, nhưng mà mình chắc chắn rằng là mình sẽ vượt qua được, và cái điều đấy là điều đơn giản, và mình sẽ đi được đến cái sự sâu toàn diện đó. Và đấy cũng là một cái khoảnh khắc mà em phải thấy rằng là lần đầu tiên mà em cảm thấy là em cảm nhận được cái việc là em hướng đến 7 sự giàu toàn diện. Bởi vì trước đây thì qua những cái lần đầu tiên, những cái lần học ấy, thì em chỉ biết rằng là những cái thông tin rằng là 7 sự giàu toàn diện, và đúng là mọi người cũng nói rằng là hướng đến 7 sự giàu toàn diện. Nhưng mà thực ra là em vẫn thấy là nó chỉ dạng là ở dạng thông tin thôi thầy ạ, là như dạng là em vẫn chưa có thể kết nối với chính cái đó. Nhưng mà đến lúc khi mà em cái khoảnh khắc đấy làm em cảm thấy rằng là em thật sự em muốn hướng tới đấy, và em kết nối được cái đó, cũng như là em lại nhận ra thêm một điều nữa rằng là mình muốn hướng đến 7 sự giàu toàn diện,
là muốn đồng hành cùng mọi người đến bảy sự giàu toàn diện nữa. Đó. Hình là trong một tức tắc tan cái hình sợ hãi đúng không? Dạ đúng rồi. Hãy bơi được luôn, tốt luôn. Mà em cũng cảm thấy rằng là từ khi mà em từ cái giây phút đấy thì em tự dưng là ồ, thế là em tan hết luôn cả những cái câu hỏi nghi vấn từ trước. Đó là như kiểu là phải như kiểu là phải giúp đỡ mọi người này, thì thực ra giúp đỡ mọi người giải quyết vấn nạn này thì thực ra là cũng không cần nữa, bởi vì em đã đồng hành cùng mọi người rồi. Đó. Và cũng như là em phải có giá trị này, thì thực ra là đến lúc khi mà em hướng đến bảy sự giàu toàn diện rồi thì em cũng em là chắc chắn là em có giá trị rồi. Thế là em cảm thấy rằng là cái đích đến đấy nó rất là toàn diện và nó như kiểu là đúng là ánh sáng ấy ạ. Và em thực sự là em cảm thấy em rất vui. Chỉ là một khoảnh khắc thôi nhưng mà thực sự em rất là trân trọng biết ơn các thầy cô đã hiện diện ở đó và giúp em, cũng như là rất là biết ơn cả ban tổ chức và biết ơn cả chị Anh Túc đã giúp em là tham gia cái lớp học bơi đấy ạ. Dạ. Em xin hết ạ. Lớp bơi thì ở thành phố Hồ Chí Minh thì tổ chức liên tục. Còn lớp ở Hà Nội thì tập hợp lại thì mấy anh em cái lâu lâu thầy cô có ra cái thì hỗ trợ, chứ không có thường xuyên. Và chuyển hiện thực cho các chị trong vòng 7 ngày tới 10 ngày để có thể bơi tốt được. Mục tiêu là trợ duyên cho các anh chị bơi 2.000m. Thôi, cảm ơn Linh. Dạ vâng, em biết ơn thầy, biết ơn cả nhà đã lắng nghe. Em xin thắc mắc ạ. Tốt rồi. Hướng phấn đấu đến giờ toàn diện thì tự khắc tất cả các giá trị nó sẽ tự tăng trưởng thôi. Mình cũng không có lăng tăng làm sao đứng trên vấn nạn, tại vì khi vào toàn diện rồi, đặc biệt là vào trí tuệ, thì đã đứng trên mọi vấn nạn phát sinh này, thì mình hướng đến một lần. Là các lớp bơi hiện tại đang tập hợp tập trung hỗ trợ cho mentor, nên chưa có hỗ trợ cho các anh chị ngoài cộng đồng nói chung. Nhưng mà nếu các anh chị có quan tâm thì các anh chị có giao lưu với các anh chị mentor á, mà giới thiệu các anh chị vô đây nè, thì các anh chị họ đi bơi á, cái họ dẫn các anh chị đi theo luôn. Còn hiện tại chưa mở cho cộng đồng chung ở ngoài, đang phục vụ cho các anh chị để chương trình tới đây tháng 3 các anh chị đã bơi biển được 2.000m và chạy bộ được 21 cây số biển, nên là chưa phục vụ bên ngoài. Dạ. Yeah. Chúc Linh ha. Dạ con chào thầy, em xin chào cả nhà. Em xin cảm ơn chị Phan Thị Anh Thư đã cho em có cơ hội được biết đến Quýt để em có được như ngày hôm nay. Con xin chia sẻ về bài học tâm đắc và ngộ ra của con. Bài học của con là nghi vấn thuận chiều mình muốn thì là nghi vấn tích cực, thì mình sẽ ngộ tích cực, hiểu tích cực, chuyển hóa tích cực theo điều mình muốn. Mình có đại nghi vấn thì mình sẽ đại ngộ. Tâm đắc của con là khi một sự việc đến thì mình dừng lại, mình chậm lại, hỏi bên trong của mình điều thật sự muốn là gì. Khi mà mình hỏi thì mình sẽ nghi vấn và hành xử theo hướng mong muốn đó. Con ngộ ra là từ đó tới giờ mình nghi vấn mong muốn, mình nghi vấn ngược với mong muốn với ba mẹ, nên hiện thực nó bất như ý như vậy. Thì con sẽ tập lại là nghi vấn tốt đẹp về gia đình, nói điều tốt đẹp về gia đình để có hiện thực tốt hơn, là điều con sẽ làm, con có ghi trong sổ. Mà cái lúc này thì con lại có một cái là hiện tại hiện thực đó là gia đình của con với con chưa có hòa hợp 100%. Vậy thì khi mà con nói điều tốt đẹp về gia đình thì cái đó con thấy nó hơi bị không đúng với thực tế á, thì bên trong nội tâm của con nó sẽ xung đột. Thầy làm như thế nào thầy? Không lẽ giờ cuộc đời mình từ nhỏ tới lớn ba mẹ không có quan tâm yêu thương mình bất kỳ cái gì? Dạ có. Lấy cái đó nói, vậy là tốt đẹp lắm rồi. Ví dụ như nhắc về mẹ đi. Dạ. Có lần nào mẹ quan tâm yêu thương một lần nào không? Dạ có. Kể ai? Dạ con đi ra Hà Nội nên ở trong Sài Gòn con không có người gói hàng cho con được, thì mẹ có gói hàng cho con, xong rồi mẹ xếp đồ giùm con.
Với lại ở, đó, ở Hà Nội trời lạnh thì mẹ kêu là nhớ mua đồ ấm vô mặt, rồi nếu có trời mưa thì đừng có đi ra ngoài đường. Hoặc là mẹ kêu là nếu mà có Covid á, thì nhớ đừng ở Hà Nội nữa, chạy về Sài Gòn đi ở với mẹ. Mẹ nói vậy. Mấy cái đó đó, nó được gọi là sự quan tâm chưa? Yêu thương chưa? Dạ. Thì thay vì mình lựa những cái gì mà mẹ đối xử với mình không tốt là do mình tự tưởng thôi, thì mình lấy cái đó đó, nhịp nhịp nào nói về mẹ, cái mình nói mẹ cũng có đôi lúc, nếu mà mẹ trong 1000 cái là bà đối xử với mình đó 999 cái tệ, nhưng mà có một cái tốt thì mình nhớ cái tốt thôi, quên cái tệ. Thì qua thời gian á, làm lớn cái tốt đó lên thì bà sẽ làm lớn hơn nữa cái điều đó. Làm gì thiếu điều tốt đẹp của người thân yêu của mình. Rồi hồi nhỏ xíu xì xiu, bà quan tâm yêu thương của mình, bà có cho mình ăn học không? Dạ có. Gia đình mình giàu hay là khổ? Dạ hồi xưa giàu. Ngày xưa giàu, nhưng mà tạo điều giàu đáng lẽ là không tạo điều kiện cho mình ăn học đó. Sống ở đâu, vùng nào? Dạ con ở Kiên Giang, ở U Minh Thượng, Kiên Giang. Vậy thì hồi xưa những người giàu dưới U Minh Thượng có ai cho con học không? Dạ có. Nhiều không? Dạ nhiều, tại con chơi với con đám giàu không à. Nhưng mà cho điều cho con ăn học hết. Dạ. Ở vậy thì khác, ở địa phương của anh tất cả những đứa giàu nó không học. Rất là hiếm cái người nào gia đình chỗ khu vực đó giàu cho con ăn học tới lắm. Tại vì họ có tiền nên là họ không cho con ăn học thôi, về làm vuông, làm ruộng đáy đồ này kia cho ngon. Thì cho mình tiền mình ăn học tới khi mình học tới đại học không? Dạ con học tới cao đẳng. Thì phước báo lớn quá rồi. Có nhiều người mà mình quen biết, người ta không có điều kiện học tập không? Dạ có. Mỗi ngày ngày xưa mình đi học bao nhiêu tiền? Dạ hồi xưa cấp 1 được 20.000, lên cấp 2 là được 5.000, lên cấp 3 được 7.000. Cấp 1 là được 20. Dạ. Rồi càng lớn cho tiền ít đi hay sao? Dạ đúng rồi, tại hồi xưa lúc mà cấp 1 là gia đình đang là đại gia ở khu vực đó, nên khi mà lớn lên thì gia đình không có được vậy nữa. Rồi quán trách không? Cho tiền ít quán trách không? Có, lúc nhỏ có quán trách kêu là tại sao tự nhiên giờ cho ít tiền quá không đủ xài. Thì đó, lớn lên mình lựa lúc gia đình mình khổ quá mà lúc đó còn cho được 5.000 đồng. Hai em có biết là từ nhỏ tới khi anh tới lớp 9 là đi học đều không có tiền không? Đúng có một lớp thầy. Đi học đều không có tiền cho. Sáng sớm tự kiếm miếng ăn, trưa về ăn xong á là phải đi đập tôm mướn hoặc làm gì đó làm mướn cho người ta. Rồi sau đó tới hết chiều á lại học. Mà tới đó không có ánh, không có đèn, tất cả học đều bằng đèn cóc hết. Không có đèn điện, tại vì ở khu vực anh sống không có điện. Tới khi anh ra khỏi vùng đó sống lâu mấy năm trời về thì khu vực đó mới có điện. Thì điều kiện của mình đó, gia đình cho ăn học tốt như vậy là nó đã phước báo lắm rồi. Chưa nói gì tới cái chuyện ấy. Rồi tạo điều kiện cho mình có hiểu biết, có tư duy, tạo mọi cái ân cần chăm sóc với mình. Từ nhỏ tới lớn có bị đánh không? Dạ có bị mẹ gượt đuổi vòng vòng mà chưa, mẹ chưa đánh được lần nào chân. Thì từ nhỏ tới lớn là sưng cái chân của anh bị sưng thôi, là gảnh gảnh là sưng chân. Cái là từ lúc quá khứ, cái lúc của em, lúc với gia đình lúc mà còn nhỏ rất là hạnh phúc. Thì đó mấy cái hạnh phúc đó xong nhớ, chỉ có khi gia đình khổ cái bắt đầu quán trách gánh nào. Vậy là không lẽ gì không có gì tốt đẹp hết cái gia đình đối xử với mình từ nhỏ. Dạ nếu mà nghĩ về lúc nhỏ là rất là tuyệt vời. Có vậy thì phước báo hơn hàng vạn đứa trẻ ở Việt Nam này không? Dạ. Có bao nhiêu đứa trẻ bây giờ nó không có miếng ăn suy dinh dưỡng, còi lên còi xuống, ăn học thì không có tiền, cả đất nước này hàng triệu đứa nhỏ đang có vấn đề chứ đâu ít. Dạ. Rồi, gần 27 triệu trẻ em hiện tại, thì cả triệu đứa nhỏ sống điều kiện trong thiếu thốn nó cưng. Chưa đâu có giỡn, anh chưa thống kê chính thức, nhưng mà không dưới 1 triệu bé nhỏ đang khó khăn đâu. Dạ. Ừ.
Trời ơi, nếu mà chịu khai thác ra phước báo lớn lắm, tại vì mình có phước báo lớn lắm. À, dạ vậy em giờ em hiểu rồi, thì em sẽ ghi lại hết tất cả những cái điều tốt đẹp, thì tự nhiên cái tốt đẹp nó sẽ được làm lớn hơn, và những cái không tốt đẹp nó sẽ tự động mất đi luôn, là bóng tối sẽ mất đi. Đúng, tự khắc thôi, tại vì mình nhớ cái gì, ngay cả gia đình mình ngày xưa đối xử với mình không phù hợp cũng do tính tình mình từ nhỏ. Giống như anh từ nhỏ anh ngang bướng lắm, mà đầu óc mình nó lơ đãng, kêu mua nước tương thì sẽ đi mua nước mắm, mà đang gấp mà máy chế đồ này kia, bả đang nấu ăn, bả đang thiếu muối chạy đi mua đường, thì bả không chửi thì cái gì chửi nữa. Bả đang buôn bán này kia, cái mình mới biết chữ mà, cái thấy bả đang buôn bán có chữ có bia đồ này kia, cái gảnh gảnh lấy phấn viết vào trước chữ bia ôm thì bả đánh là phải à. Nhưng mà ngặt nổi là không ai giải thích cho mình, mỗi lần đánh không giải thích nên mình quất ức. À, thì tùy theo cách giáo dục của gia đình khác nhau, nhưng cũng đa phần vì tình yêu thương mà giáo dục hết. Nhưng mà do cái thể hiện sự yêu thương của mỗi gia đình mỗi khác. Chứ không có miếng ăn trong gia đình, con cái đầy gãy hết trơn, ngồi đó đâu quan tâm đến cảm xúc của mình để đối đãi. Thì nếu mình hiểu đạo lý thì mình sẽ hiểu lại à, gia đình mình cũng cố gắng nhất có thể, thì tự nhiên cái nội tâm mình nó không còn quán trách nữa. Dạ, nhờ hiểu được cái nguyên lý đó qua đọc sách đó, thì cái hồi xưa là cái xung đột là 100%, thì bây giờ em cảm thấy là nội tâm của em là còn có là đã giải được 80% rồi, còn 20% xíu rồi. Nhưng mà gia đình của em thì lại không biết là em đang có những cái bối rối nội tâm đó. Gia đình vẫn cư xử em theo cách bình thường, nên là em mong muốn là được một lần nói chuyện với gia đình để ba mẹ hiểu hơn về cảm xúc của em như thế nào á. Thì từ từ. Đây là có một số anh chị đưa lên báo cáo nè, khoảng 7 triệu trẻ em thuộc diện nghèo nè, thấy chưa? Việt Nam mình đó, theo UNICEF báo cáo rồi nè, có một số anh chị đưa lên nè. Trời ơi, khổ lắm, cực lắm. Bây giờ mấy em vùng sâu, vùng xa, đồ này kia, các anh em dân tộc rồi đó, nhiều lắm. Nên cái chương trình online này nó hay lắm. Tiếp cận được nhiều con người, và có nhiều người đang làm những dự án về nội tâm cho trẻ. Thay vì để bảo vệ trẻ, cho tiền, cho bạc trẻ, giúp đỡ trẻ, thì bây giờ là thay đổi nhận thức của ba mẹ về nội tâm, để hướng đến giàu toàn diện, thì thế hệ sau tự tốt. Và hiện nay có nhiều người làm dự án về cái này nè. Nên là mình có nhiều cách để mình làm giúp đỡ xã hội, nhưng mà mình chọn cái giải pháp là nâng nhận thức nội tâm. Có nhiều người đang làm, nhiều anh chị đang làm. Hay lắm. Các thầy cô giáo đang học tập để làm điều đó. Thay vì bảo vệ con, rồi xã hội đang cái nạn trẻ em bị lạm dụng đồ này kia, rồi trẻ em bị xâm phạm đồ đó, xâm hại tình dục đồ này kia nhiều lắm. Thì hiện nay thì từ từ mình làm tốt lên dần đi. Nên là em thuộc là tốt là phước báo rồi, nên mình làm lớn cái đó lên. Dạ rồi, em cảm ơn thầy. Thôi, em đi còn hỏi thầy xong hết rồi. Em cảm ơn thầy, em cảm ơn cả nhà. Nhiều anh chị á, mình không có biết cái cách mượn cái bối cảnh đó để tạo động lực á. Các anh chị có nghe thực ngữ là mượn bối cảnh của mình để tạo động lực cho cuộc sống của mình không? Có nghĩa mà mượn cái bối cảnh để tạo động lực. Các anh chị học chương trình offline á, các anh chị học chương trình offline tới đây, Toàn cũng báo với cộng đồng chúng ta một tin vui. À, đó là Toàn sắp xếp được cho các anh chị học chương trình offline. Đó là 5 ngày 4 đêm offline, diễn ra tại một cái resort. Tại một cái resort thì 5 ngày 4 đêm. Thì thay vì học 21 buổi thì một số anh chị không có dành thời gian được, thì Toàn cũng báo với cộng đồng chúng ta là chúng ta sẽ có 5 ngày 4 đêm. Và Toàn sẽ sắp xếp coi tài chính, ăn ở, ngủ nghỉ, ngày ăn 3-4-5 cử, rồi ngủ nghỉ tại resort đó. Thì đang xem xét cái resort là nào đó,
rồi đi đứng đồ này kia xong còn báo cáo với các anh chị tài chính. Tiền đào tạo thì không có tốn tài chính đào tạo, các anh chị chỉ ăn với ngủ của các anh chị thôi. Thì mình làm ở miền Nam là chắc chắn rồi, chắc chắn làm ở miền Nam và làm chắc làm ở Phan Thiết. Để ngày 30 này dự một cái chương trình, chắc là làm ở Mũi Né Bay, có thể là ở Mũi Né, để hỗ trợ. Thì chương trình ở đó thì chương trình trung bình có khoảng 200 người ha, 200 người đổ lại, thì 5 ngày 4 đêm, ngày ăn các anh chị ăn 5 cử, 3 cử chính, 2 cử nhì, ấy học chương trình xuyên suốt, 5 giờ mấy sáng học tới 11 giờ đêm, các anh chị học xuyên suốt 5 ngày 4 đêm. Khoảng tháng 12 là bắt đầu. Và Toàn chúc mừng vì chúng ta có một chương trình offline đó. Để Toàn thông báo cụ thể cho các anh chị. 5 ngày 4 đêm nghỉ dưỡng ăn uống thì Toàn nghĩ tài chính nó cũng không bao nhiêu, nhưng mà cũng là một cái chương trình học tập nội trú. Thì tương đương các anh chị học tập mấy tháng trời ấy mà. Hay lắm, chương trình offline hay lắm. Ra đó thì các anh chị cũng được học thêm sức khỏe. Các anh chị có điều kiện để được chỉnh sửa cơ thể, về sức khỏe nói chung. Các anh chị được chăm sóc sức khỏe luôn. Và đặc biệt là không học sức khỏe, nhưng các anh chị có điều kiện được chăm sóc và học liên tục từ khoảng 5 giờ sáng đến 11 giờ đêm. 5 ngày 4 đêm học một lần. Ai mà ngại học dài 21 buổi thì các anh chị học offline này. Thì hình như là ban tổ chức sức chứa tại đó cũng không tới có khoảng 200 người thôi. Nên chắc báo với các anh chị là khoảng tháng 12 bắt đầu, đầu tháng 12 hay gì đó, Toàn sẽ thông báo với các anh chị. Các anh chị chỉ cần chi trả, ban chi trả tài chính ăn ở, mà đừng lo quyết đi đâu thì thương lượng giá cả ở đó hợp lý lắm. Các anh chị chi trả tài chính ở resort, hưởng chế độ cao nhất nhưng nhìn chi phí bình dân nhất. Hồi xưa tới giờ quyết có một cái lợi thế, đó là đào tạo tất cả cái gì cũng phí tùy tâm. Nên khi hỗ trợ chương trình cho cộng đồng á, tất cả các resort và tất cả các nơi ủng hộ lắm. Họ sẽ lấy giá sát nét nhất, tại vì mình không có lời từ công tác tổ chức. Nên là họ cũng hiểu cái tâm của mình như vậy, nên họ để giá lại hợp lý lắm. Chúng ta không lo cái đó. Thì gần Tết khoảng tháng 12, hè thì tính sao, hè xa quá, mình đừng tính hè. Mình tính một chương trình một buổi này đi, đợt này đi, rồi còn mở nữa hay không là do các anh chị quyết định. Ha. Dạ. Khóa online không có thay đổi gì hết. Khóa online không có thay đổi gì hết, là K18, 19 gì diễn ra bình thường, nhưng chương trình đó có chương trình offline. Thì các anh chị hỏi là chỉ có K18 hay cả khóa khác nữa hả? Không có. Bất kỳ ai đăng ký đều được hết. Bất kỳ ai đăng ký, ai đã học online rồi mà nếu đăng ký học offline thì các anh chị chuyển hóa nó còn sâu sắc hơn. Một chương trình offline như vậy chắc nó bằng 3 chương trình online, 3-4 chương trình các anh chị học online. Lớp 2 ngày 1 đêm mà 2 ngày 1 đêm không còn mở đâu. Tại vì chương trình đó không còn mở nữa, mà mở 5 ngày 4 đêm. Dạ. Tháng 12 có đó các anh chị. Tháng 12 có. Dạ. Tháng 12 có. Chắc đầu tháng các anh chị. Đầu tháng còn thông báo với các anh chị trên Telegram và thông báo trong cộng đồng mentor. Chắc cậu khoảng cỡ tính toán tài chính xong đồng báo với các anh chị. Để khỏi mất công nợ nần, ban đầu tính là có một số anh chị sẽ đài thọ cho các anh chị học tập ăn uống ngủ nghỉ luôn. Nhưng mà Toàn nói thôi đừng có ham có phước báo quá. Để cho người ta tự chi tiêu cái cá nhân của người ta, cuộc đời người ta tự lo. Thì nên quyết định là cho các anh chị tự chi trả ăn uống của các anh chị. Còn học tập rồi tất cả mọi cái thì các anh chị không lo. Tại vì nó là chương trình của Quyết hỗ trợ này. Nên chúng ta không lo cái đó. Dạ. Dự kiến không phải Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh mà dự kiến ở Phan Thiết. K18
anh chị ghé ở thành phố Hồ Chí Minh, sau đó đi xe ra Phan Thiết cỡ khoảng 2 tiếng mấy, có mặt ở đó. Các anh chị đem theo con nhỏ thoải mái, chỉ cần đăng ký thôi. Trẻ em vô trong đó ngồi học cùng với cha mẹ, không lo cái đó ha. Năm ngày bốn đêm. Các anh chị muốn lựa thứ bảy chủ nhật để cho các anh chị đỡ nghỉ ít đi cũng được đó. Thì chi phí hơi cao một tí, nhẹ nhưng mà chắc không sao. Lựa thứ bảy chủ nhật để cho các anh chị giống như thứ sáu có mặt, thứ bảy chủ nhật để các anh chị đỡ tốn thêm ngày á. Có thêm thứ bảy chủ nhật nha. Thì chương trình offline á, offline thì đặc biệt lắm. Bây giờ 5 ngày 4 đêm các anh chị học tập cho nó đủ nội dung chuyển hóa. 2 ngày 2 đêm nó hơi ít, 2 ngày 2 đêm nó bị ít, nên là mình chọn 5 ngày 4 đêm. Ha, các anh chị ủng hộ không? Các anh chị ủng hộ chương trình đó không? Khoảng 200 người thôi, 200 người học được rồi. Ủng hộ không? Phí bao nhiêu chưa biết đâu, nhưng chi phí cũng thấp lắm, không nhiều đâu. Chi phí không cao đâu. Chắc cỡ vài tỷ à. Dạ. Các anh chị khỏi lo, tại vì các anh chị tính được ăn uống ngủ nghỉ hết trơn à, đi dưới quýt các anh chị không lo đâu. Chương trình sức khỏe đợt này cũng vậy nè. Mọi người đi dưới quýt thì mọi người hiểu mà. Ngày ăn sáu cử, hang chương trình tập luyện học tập liên tục, chế độ là quýt. Nhưng mà chi phí thì siêu thấp. Rồi hang. Còn khoảng 4 phút. Chắc xin mời anh Vàng hả? Vàng Văn Là, là trong văn Vàng hay sao anh? Anh hỏi Vàng hay hỏi Là? Em chào thầy và chào tất cả. Chào cả nhà, xin chào cả nhà. Em tên là Giang Văn Là. Thầy nghe em nói có rõ không ạ? Dạ rõ anh ạ. Em xin giới thiệu một chút, em tên là Giang Văn Là và em đến từ tỉnh Yên Bái ạ. Em sinh năm 1980, năm nay em 20 tuổi. Em đến được khóa học của thầy, là khóa này là khóa đầu tiên và khóa em có nghe ghi âm của khóa 16 và cũng chưa nghe được hết 21 buổi, mới nghe được 15 buổi thôi ạ. Và em đến được khóa học của thầy là nhờ sự giới thiệu của cô Bùi Kim Liên. Cô mentor, cô là học mentor rồi nhưng mà em không biết là cũng chưa hỏi là cô học khóa mentor thứ mấy. Và em xin trân trọng biết ơn thầy và biết ơn cả nhà đã cho em được chia sẻ. Thì em học khóa này là khóa đầu tiên của thấu hiểu nội tâm và chế tạo an vui. Và của này là buổi thứ tư thì em rất là tâm đắc. Đó là từ trước là thì em nghe qua các cái video của thầy, các cái ghi âm của thầy là khóa 16, một số cái ghi âm em cũng chưa nghe hết. Nhưng một số buổi đầu thì rất là từ trước giờ mình em là toàn rất là mình sợ. Nhưng cái ghi âm đầu tiên của thầy mà khóa 16 là em rất là tâm đắc. Đó là từ trước giờ mình cứ sợ là mình không làm được. Đấy, tức là mình cứ bất kỳ mình muốn làm cái gì thì mình sẽ sợ mình không làm được. Đấy, rồi là mình sợ, mình cứ cho là mình là một người bình thường và mình sẽ không làm được một bất kỳ với điều gì nó to tát, hay là những người khác người ta làm được, cái khả năng của mình không làm được, và mình cũng không phát huy được cái khả năng bên trong của mình. Đấy, và mình sợ, thứ nhất là sợ một số cái mình sợ mình không nào thì không có điều kiện để làm, rồi là mình sợ mình làm rồi mình không làm được mình thất bại. Đấy, mình sợ chính bản thân mình. Đấy, đó là những cái mà em học được nhìn thấy những cái bản ghi âm của thầy của ta thì 16 và
một số cái vị âm tiếp theo nó là như là mình là người, tức là mình có 16 tính rồi ấy, thì là mình, có những lúc mà mình không, em cũng đã thất bại trong cái việc mà các cái cuộc, một cuộc hôn nhân trước tiền đầu tiên, tức là mình quá là nhu cầu quá lớn và mình cứ tự nhu cầu lớn người khác. Cái câu nói của thầy là em rất là tâm đắc, đó là mình nhu cầu người khác thay đổi thì đó là sự bắt đầu sự đau khổ, và mình thay đổi tính nội tâm của mình, thay đổi tính con người của mình, bắt đầu cho hạnh phúc. Và bây giờ em thấu hiểu ra đó là trước kia thì mình nó cái nhu cầu của mình nó mình quá là tham và mình cứ mong người khác thay đổi mà mình lại không thay đổi. Cho nên là mình cũng cái cuộc hôn nhân của em là em tan vỡ. Và đó là bài học mà em rút ra. Và giờ kết hôn mới chưa? Giờ em chưa thầy ạ. À, tan vỡ một hôn nhân. Và em trước kia thì em cũng nói chung là cuộc và tuổi thơ của em thì nó không được như nhiều người khác, và em cái tuổi thơ của em cũng khá là ngặt nghèo đấy. Và đến bây giờ thì em cũng đang làm một công việc ở đi ra kim mạng, và cái khóa học của thầy thì 3 buổi học khóa này thì khóa đầu tiên ấy, thì từ trước là em hiểu ra là từ trước là mình toàn đi lấy bóng tối thôi, tức là cứ nỗ lực lấy bóng tối mà không có đưa ánh sáng vào, là cuộc đời của mình nó cứ đi theo bóng tối đấy. Và em hiểu ra là thế thì mình cứ lấy bóng tối thì sao mà cuộc đời mình nó sáng lên được, và nó có thể sáng lên được đấy. Và như là cái bốn vấn nạn mà thầy đã giải thì là mình cứ thắp, em chưa có thắp 7 ngọn đèn, chưa thắp được, không nghĩa chỉ thắp được một ngọn thôi ạ. Tức là thắp được một ngọn đèn thì mình sáng chỉ sáng trước mặt thôi, còn dưới chân mình vẫn còn tối và xung quanh mình vẫn còn tối. Bởi vì như thế là mình cứ khi theo đuổi một cái gọi là vật chất, còn những cái khác thì mình không có xây dựng có mối quan hệ gì cả, rồi sức khỏe mình cũng không quan tâm gì đến, rồi nội tâm mình thì nhiều lúc còn nội tâm mình rất là dằn vặt và nó rất là khó chịu đấy. Bởi vì như thế là từ nay em hiểu ra là mình sẽ đưa ánh sáng vào chứ không có nỗ lực lấy bóng tối ra nữa, đưa ánh sáng vào cuộc đời của mình thì mình sẽ lấy sáng lên được. Và một như là em đang hiện tại em đang làm công việc này thì em cũng mới làm, và như buổi thứ hai thì thầy giảng về cái vòng tròn tri thức ấy. Thì là mình cứ nói cái mình viết cho họ nghe, mà không có nói cho cái mà người ta biết để người ta nghe người ta hiểu, và mình cứ nói cái của mình viết thì người ta sẽ không hiểu. Rồi vì thế mà cũng công việc của em cũng chưa được phát triển lắm đấy, và cũng chưa được thuận lợi lắm. Và em cũng đấy là một cũng bài học mà em tự tác ra, em ngộ ra, và mình sẽ nói cái mà người ta biết và mình cũng biết thì hai người cũng sẽ em có như là cái cuộc nói chuyện của mình nó sẽ được thuận lợi hơn và sẽ được phối hợp tốt hơn. Thôi tốt rồi, chương trình cũng gần 8 giờ rồi, đâu rồi ông đâu tiêu rồi. Lâu lâu mất tiêu rồi, hình như bị cắt cam rồi, anh bị tắt cam gì vậy? Thôi những ngày tới trải nghiệm thêm ha, cũng 8 giờ rồi, tới bữa nay nội dung tương đối sâu chút xíu nên 8 giờ mình nghỉ nói chuyện à, mình nghe âm nhạc khoảng một bài nhạc gì đó, cái mình quay qua học vô sâu ha. Em học cái kiến thức của thầy và em nghe những cái ý âm của ý thầy. Em nói á, ý em nói bây giờ 8 giờ á, cái mình nghỉ chia sẻ chút xíu bữa sau nói tiếp được không? Thầy ý gì đó là để anh chi để mình học bữa nay nội dung quan trọng vô bắt đầu vô chủ đề thì mình sẽ phát biểu buổi sau được không?
Em thấy em anh đã có sự chuyển hóa rồi đó, chuyển hóa lớn á, nguyên lý ánh sáng với thấu hiểu được cái vòng tri thức đó là ngon rồi đó ha. Rồi vậy ha. Mời các anh chị nghe nhạc nghe ha, nghe bàn bài hay bài nhạc gì đó coi tình trạng sao, nghe bài nhạc đi ha. Cái bắt đầu chúng ta sẽ vô nội dung bữa nay học quan trọng lắm ha, với thông báo với các anh chị nè, phước báo của chúng ta lớn nè, bây giờ trong đây có 800 người à. Các anh chị học bên Telegram quay qua vô Zoom đi, còn có cả 200 người nữa. Bữa nay may mắn ha, bữa nay may mắn ít người học, chúng ta học những nội dung sâu hơn. Chúng ta quay qua Zoom đi các anh chị bên Telegram á, các anh chị qua Zoom đó. Chúng ta bắt đầu nghe các anh chị. Dạ, rất là biết ơn tất cả các anh chị đã có mặt với ngày hôm nay là buổi thứ tư đúng không các anh chị? Hôm nay là chúng ta có buổi thứ tư. Dạ. À, biết ơn tất cả các anh chị. Thông thường thì chúng ta sẽ trải qua khoảng cỡ chắc khoảng cỡ 8 buổi. Nếu mà chương trình 21 buổi thì chúng ta trải qua khoảng 8-9 buổi là các anh chị sẽ thấu hiểu sâu sắc. Sau đó còn lại toàn mạng hay không là do những buổi sau này. Rất là biết ơn các anh chị. Thì chúng ta đã trải qua 3 buổi, các anh chị đã thấu hiểu được 4 nguyên lý. Thứ nhất là nguyên lý về ánh sáng, thứ hai là nguyên lý về vòng tri thức, thứ ba là nguyên lý về kích hoạt não người, nguyên lý kích hoạt não người, rồi nguyên lý hỏi nghi ngộ và chuyển hóa, nguyên lý chuyển hóa. Thì chúng ta đã nắm các nguyên lý rồi, thì sự chuyển hóa của chúng ta dựa trên những nền tảng của nguyên lý đó. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bước vào một cái lộ trình, đó là tìm về cội nguồn cuộc sống của con người chúng ta bắt nguồn từ đâu. Nó hình dung, các anh chị hình dung đơn giản như thế này. Các anh chị có hình dung có một cái cây. Anh chị hình dung có cây thì sẽ có hoa trái. Anh chị cứ hình dung ở đây là có một cái hạt mầm ha. Thì cái cây này nó có một cái hạt mầm gieo trồng, sau đó lên hoa trái. Còn lấy ví dụ như ở đây là cây xoài đi. Cây xoài, chúng ta kỳ vọng á là xoài này á nó cho ra quả, nó cho ra quả, và chúng ta muốn ăn quả xoài á là chúng ta muốn ăn quả xoài ngọt. Nhưng mà bây giờ kém may mắn thì nó cho ra quả xoài chua. Thì nếu mà cách hiểu cá nhân của chúng ta thì chúng ta làm sao để biến chua thành ngọt các anh chị? Nếu cách hiểu cá nhân của chúng ta, các anh chị có thể phối hợp với Toàn được không? Thông qua ví dụ này, kết thúc ví dụ này thì chúng ta sẽ vào tìm hiểu về cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ đâu. Nếu mà bây giờ chúng ta ví dụ như chúng ta trồng một cây xoài thì chúng ta kỳ vọng quả này nó sẽ ngọt. Nhưng mà khi quá trình gieo trồng thì cho ra quả xoài thì quả xoài chua. Thì chúng ta sẽ làm gì để cải biên đó các anh chị? Làm sao để chua thành ngọt? Ở đây có một số anh chị nói là có chấm mắm đường đồ này kia nè. Thì Toàn có thể ghi ra một số giải pháp mà các anh chị ghi ha. Đó là ngâm màu đường, nếu mà tất cả những cái gì liên quan tới làm sinh tố, chấm mắm đường, làm mứt, làm gì đó thì tất cả đều bỏ đường vào, thì chúng ta được ghi là cái thuật ngữ là ngâm đường ha. Cái thứ hai có ghép cành nè, ghép cành. Cái thứ hai là ghép cành. Rồi có gì nữa không? Bán chua mua ngọt, đó là mình bán chua đi mình mua ngọt. Bán chua mình mua ngọt.
Rồi thứ tư đó là cải tạo đất. Cải tạo đất. Cái thứ năm là trồng cây khác, làm mức là ngâm đường đó các anh chị. Trồng cây khác. Trồng cây khác. Trồng cây khác. Cái thứ sáu, đổi khẩu vị. Đổi khẩu vị đó là mình chấp nhận ăn chua. Đổi khẩu vị. Thông thường thì các lớp học thì cho chúng ta 6 giải pháp như thế này. Đi mua hạt, trồng cây khác nè. Trồng cây khác nha. Làm gỗ sồi là coi như vô ngâm đường này. Rồi, đó. Thì có khoảng 6 giải pháp như thế này cho cái khi mà chúng ta muốn biến chua thành ngọt. Toàn lấy ví dụ này mục đích để làm gì? Đó là để hỗ trợ cho tất cả các anh chị, chúng ta tìm về cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ đâu ha. Nên là các anh chị phối hợp cùng đoạn chút xíu. Bây giờ bắt đầu nè. Chúng ta có cảm nhận á, các anh chị có cảm nhận hiện tại kết quả cuộc sống mình đã có chưa? Cây xoài này nó đã cho ra quả chưa các anh chị? Cuộc sống của chúng ta. Các anh chị, toàn lấy ví dụ lại nè. Kết quả cuộc sống của chúng ta đã cho ra quả chưa các anh chị? Cho ra quả chưa? Cho ra quả rồi. Và chúng ta phải thừa nhận là kết quả cuộc sống chúng ta đã có quả rồi các anh chị ạ. À. Chúng ta thừa nhận ha. Quả sức khỏe có chưa? Có. Quả của hôn nhân có chưa? Có. Kết hôn không kết hôn cũng là đã cho ra quả. Được không ạ? À? Hôn nhân gia đình nói chung, chúng ta là thành viên của gia đình lớn, cũng là có gia đình nhỏ vân vân. Nếu ai chưa có gia đình lớn thì cũng có là gia đình, chưa có gia đình nhỏ thì cũng có gia đình lớn của chúng ta. Rồi, sức khỏe có rồi, kết quả về tài chính có chưa các anh chị? Có rồi hết rồi. Vậy thì bây giờ toàn lấy ví dụ ha. Lấy ví dụ về cái quả của hôn nhân để chúng ta luận thử coi. Giải pháp mà chúng ta chọn nãy giờ á, các anh chị luận như thế nào thử ha. Rồi, nếu bây giờ chúng ta lấy kết quả của hôn nhân, các anh chị lấy hôn nhân làm nền tảng kết quả của chúng ta hiện tại là đại diện cho cây sồi. Vậy thì ai đang có hôn nhân hạnh phúc, hôn nhân hòa hợp, thì các anh chị coi như chúng ta đã ra cây sồi ngọt chưa các anh chị? Nếu ai đã có hôn nhân hòa hợp và hôn nhân hạnh phúc thì sồi đã ngọt chưa ạ? Là sồi ngọt. Vậy thì không nói nữa. Nhưng mà nếu ai ở đây cái kết quả hôn nhân chưa có hạnh phúc thì sao ạ? Có nghĩa là sao? Vô tình chúng ta đã trồng ra cây sồi chua. Đúng không ạ? Chua. Vậy thì chua như vậy, bây giờ chúng ta bắt đầu nè. Nếu trong hôn nhân thì giải pháp ngâm đường là sao các anh chị? Nếu trong hôn nhân giải pháp ngâm đường là sao? Mình suy nghĩ thử ai. Nếu trong hôn nhân giải pháp ngâm đường là sao? Nếu trong hôn nhân giải pháp ngâm đường là sao các anh chị? Nói những lời ngọt ngào với đối phương. Phải ngon chưa? Hàng ngày chúng ta nói những lời ngọt ngào, những lời âu yếm, những lời âu yếm với đối phương. Nói những lời tốt đẹp với đối phương. Được không? Ngon không? Vậy thì toàn hỏi các anh chị nè. Khi mình đã không ưa rồi, các anh chị nhìn mặt thôi đã không ưa rồi, các anh chị nói được những lời ngọt ngào không? Nói được không các anh chị? Nhìn đã không ưa rồi thì nói được lời ngọt ngào không? Có anh chị nói là toàn thấy hay nè. Bích Ngọc Sunny nè, nói là khó lắm thầy ơi. Thầy ạ, đúng rồi đó. Nhìn thấy mặt thôi nó thật ra. Có nhiều người nói với toàn thôi, thở thôi thì cũng ghét. Ngủ mà nghe thở thôi là cũng không ưa. Nói không được. Nên việc chúng ta chọn ngâm đường này, nếu mà chúng ta đã nói được lời ngọt ngào, luôn nói được lời ngọt ngào này, thì sồi có chua không các anh chị? Sồi có chua không ạ? Không.
nếu đã thật sự nói được thì không chua. Nhưng mà đã chua rồi mà giải pháp ngâm đường là đối với cái cây xoài, còn thực chất là hôn nhân hiện tại thì toàn chưa thấy người nào, nếu làm được thì mừng quá, còn không làm được thật sự thì khó đổi cái quả này. Rồi ghép cành là sao các anh chị? Ghép cành là sao ạ? Các anh chị ghép cành là sao? Ghép cành là sao các anh chị? Kiếm ông khác về thay thế hả? Không, về thay thế là trồng cây khác. Còn ghép cành là cho người đàn ông đó có thêm người phụ nữ, và cho người phụ nữ đó có thêm người đàn ông. Bản thân mình thì sao ạ? Có thêm người, được không? Người mình là phụ nữ thì kiếm thêm một ông, cho ông chồng mình kiếm thêm một bà, để chi kỳ vọng hôn nhân sẽ hòa hợp hạnh phúc, cho ra quả tốt hơn. Theo các anh chị thì được không? Theo các anh chị lúc đó tan luôn hả? Lúc đó tan luôn hả? À chị thì thôi, giải pháp này đúng với cây nhưng mà không đúng với quả của hôn nhân thì thôi. Rồi bán chua mua ngọt thì sao? Bán chua mua ngọt thì sao ạ? Bán chua mua ngọt thì sao? Đổi chồng đổi vợ. Đúng rồi, có nghĩa là mình không ưa thì mình bán ổng đi, mình kiếm ông chồng ông nào á ngon mình cho về sống cùng. Trường hợp này có xảy ra không các anh chị? Cũng có khả năng xảy ra. Hôm trước các lớp học offline có người nói với Toàn đã xảy ra. Nhưng mà cái này mình bán thì được đó, mình bán chua thì được, nhưng mà mình có mua về được ngọt không các anh chị? Theo các anh chị, chưa chắc mua về được ngọt. Nếu mà được thì nó thật ra người phụ nữ đã bán chồng hết rồi. Hiện nay trong xã hội vậy thì chưa phù hợp ha. Chưa phù hợp thì cải tạo đất. Cải tạo đất là sao? Nỗ lực hết mình để làm sao thay đổi hôn nhân. Nỗ lực hết mình để làm sao thay đổi hôn nhân. Thì hiện nay là cái này nó sao ạ? Nó đang được ứng dụng. Nhưng mà ngừng lại cải tạo thì sao các anh chị? Ngừng nỗ lực thì sao? Xoài nó tái lại chua. Lại chua. Vậy thì cả cuộc đời người phụ nữ phải nỗ lực hết mình để vun đắp cái hôn nhân làm sao cho tốt. Ngừng lại nỗ lực thì sao ạ? Thì hầu như quả nó sẽ chua đi, nó tái chua lại. Nhưng mà hiện nay đây cũng là một giải pháp đó nha. Đây là một giải pháp. Rồi, trồng cây khác hiện tại, các anh chị thấy là ly dị á, mình ly dị, mình bỏ chồng, bỏ vợ đi, ly dị đi. Mình kìm một cái người khác, mình kết hôn. Thì theo các anh chị, khả năng mà chúng ta trồng cây khác để quả ngọt thì sao ạ? Có khả thi không? Có khả thi không? 50-50 chưa chắc. À, chưa chắc, đúng không? Rồi, vậy thì đổi khẩu vị. Thì hiện nay thì các anh chị thấy đổi khẩu vị là phổ biến của xã hội không? Đó là chấp nhận. Đổi khẩu vị thì sao ạ? Chấp nhận. Chấp nhận gì các anh chị? Thôi, nghiệp mình phải chịu rồi, mình gánh. Nên là ông chồng, ông vị rồi thôi, con cái vị thì thôi. Đổi khẩu vị. Chịu đựng. Cái này là chịu đựng à. Chịu đựng là cuộc sống như vậy. Chấp nhận. Và Toàn tiếp xúc với nhiều chị, nhiều anh. Họ không dám kết hôn nữa các anh chị. Nếu mà đã ly dị, họ sợ rằng là hôn nhân sẽ sao, thà sống vậy cho nó ngon, cam chịu cái cuộc sống như vậy. Hoặc là đang sống với người chồng hoặc người vợ thì cũng không, cũng cam chịu cuộc sống. Thì hiện nay toàn cái là trong hôn nhân như vậy.
Nhưng nếu làm được điều này thì các anh chị nghĩ sao ha? Đó là nếu chúng ta biết chính xác cái hạt mầm này cho ra quả ngọt. Các anh chị ghi vô giúp Toàn. Nếu chúng ta biết chính xác hạt mầm này cho ra quả ngọt, sau đó chúng ta chăm sóc nó thì ngon không? Thì cuối cùng quả nó cho ra ngọt không các anh chị? Nếu mà biết chính xác hạt mầm này cho ra quả ngọt thì sao? Nếu biết chính xác hạt mầm này cho ra quả ngọt thì nó quá ngon. Nên là việc chúng ta trồng cây khác là được. Nhưng với điều kiện trồng cái cây khác, nhưng với điều kiện là hạt mầm này phải cho ra quả ngọt thì mới được. Còn tùy tiện trồng cây khác nào đó thì cũng trái lại cái kết quả thôi. Vậy thì bây giờ mình lấy ví dụ thứ hai. Nếu mình lấy cái nền tảng là cái quả là quả sức khỏe thì sao các anh chị? Đâu mình lấy ví dụ về cái này, cái quả sức khỏe thì mình có làm được mấy cái giải pháp này không? Quả sức khỏe. Các anh chị thử ha. Ngâm đường là sao các anh chị? Nói những lời yêu thương đối với thân thể này. Nói những lời yêu thương với thân thoại. Nếu ai chịu mà làm điều đó thì cũng có kết quả không các anh chị? Có. Đối xử tệ với nó, đối xử tệ với nó quá, nên bây giờ nói những lời yêu thương đối với nó thì kết quả này, đối với quả này thì giải pháp này lại phù hợp. Nhưng mà ghép cành là sao? Bệnh tật thì ghép vào cơ quan nội tạng hay sao? Để làm sao lấy được cái cơ quan nội tạng nào tốt để đưa vào cơ thể thì cái này thì điều kiện phù hợp mới làm được. Bán chua mua ngọt thì không khả thi đối với sức khỏe. Tại sao? Tại vì ai mà đi mua sức khỏe của mình rồi sau đó mình lấy lại sức khỏe đâu có khả thi. Cải tạo thì nỗ lực thay đổi, nhưng mà mình ngừng lại, mình sống buông thả chút xíu là anh tái lại. Trồng cây khác thì sức khỏe không bỏ được. Đổi khẩu vị thì cam chịu với sức khỏe của mình thì cũng khả thi. Cải tạo đất là mình chăm sóc đó các anh chị. Mình chăm sóc, mình hỗ trợ lại được. Thì đối với trường hợp sức khỏe thì ngâm đường với cải tạo thấy ngon. Và đổi khẩu vị thì hiện nay là có một số người họ chấp nhận với sức khỏe đó. Chấp nhận với sức khỏe đó. Vậy thì hiện tại chúng ta đối với sức khỏe thì nó giải pháp khác. Nhưng mà nếu chúng ta muốn thay đổi sức khỏe, chúng ta thay đổi từ cái nhân từ bên trong kìa. Nếu mà chúng ta biết chính xác hạt mầm nào chúng ta gieo trồng và chăm sóc nó thì chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi được. Vậy thì kết quả tài chính thì sao các anh chị? Tài chính thì sao? Tương tự như vậy, tài chính. Rồi mối quan hệ giữa con người với con người, rồi hôn nhân, rồi tài chính, rồi nội tâm vân vân. Thì tất cả những cái này nếu chúng ta biết được làm sao chúng ta cải tạo được cái nhân đó là nhân tốt. Đây Toàn nó có công thức cho các anh chị nắm bắt. Làm sao chúng ta có được cái nhân tốt. Đầu tiên là mình phải làm sao có được nhân tốt. Có nghĩa là chọn được cái hạt giống á, các anh chị, hạt giống tốt. Cộng với một cái duyên lành là mình tạo mọi điều kiện để cái duyên lành để làm sao cho nó phát triển. Thì khi đó khả năng mà chúng ta có được cái quả như ý rất nhanh cao. Nè các anh chị, chậm lại chút xíu ha. Đầu tiên
là các anh chị tìm lại được cái nhân tốt. Nếu tìm được cái nhân giống đó đó, là giống như chúng ta mong muốn rồi, sau đó chúng ta tạo một cái điều kiện, một cái bối cảnh giống như giờ hạt giống nó rất tốt, nhưng chúng ta thảy vô cái đá không có vùng đất tốt để nó gieo, mà thảy vô đá thì nó có mọc lên được không các anh chị? Nó không mọc lên được. Vậy thì chúng ta tạo một cái duyên lành, tìm được một cái vùng đất tốt cho nó, sau đó chúng ta chăm sóc, tạo bối cảnh cho nó tốt lên, thì rất là đơn giản để trong tương lai chúng ta gặt quả như ý không? Gặt quả như ý. Được không ạ? Vậy thì nhiệm vụ của chúng ta trong khoảng 3-4 ngày này là chúng ta làm sao để tìm về cái nhân và kiến tạo nhân tốt. Sau đó những ngày tới đây chúng ta tạo duyên lành, thì từ đó quả như ý là do các anh chị gặt. Chậm lại một chút ha. Lấy ví dụ qua hôn nhân chưa đâu, mình phải tìm hiểu một cái gì đó chung nhất trong cái cuộc đời của chính mình. Làm sao để hiểu được cái cội nguồn của mình bắt nguồn từ nhân gì, sau đó từ đó mới đổi nhân. Thì có cái công thức chung của chúng ta hiểu được nó, sau đó đổi, thì từ đó tạo cái duyên lành kiểu sao, và từ đó cho ra gặt quả như ý. Thì tới đây chúng ta học một cái công thức chung cho tất cả mọi cái, chứ không phải là hôn nhân hay bất kỳ cái gì hết. Nhiệm vụ của chúng ta là không có nói nhân tốt gặp nghịch duyên như thế nào sao hết trơn, không có quan tâm. Nhiệm vụ của chúng ta là làm được nhân tốt và tạo được duyên lành, chứ không phải để nghịch duyên gì hết á. Chúng ta kiến tạo cái nhân tốt, sau đó chúng ta tạo được cái duyên lành, và từ đó chúng ta gặt quả như ý, và chúng ta có công thức để làm nó luôn. Chứ chúng ta không có ngồi nó rồi gặp nó nghịch hay nó gì đó kệ nó. Được không? Các anh chị nắm ý này không? Vậy thì nhiệm vụ của chúng ta là làm sao tìm được cội nguồn cuộc sống của con người chúng ta bắt nguồn từ đâu? Theo các khía cạnh như sau. Thì hiện tại con người chúng ta bị chi phối bởi ba cái góc nhìn. Các anh chị có thể giúp đỡ Toàn vẽ một cái tam giác vào. Góc nhìn thứ nhất là góc nhìn của khoa học. Góc nhìn thứ hai là góc nhìn của tôn giáo tín ngưỡng, tôn giáo. Góc nhìn thứ ba là góc nhìn của đạo lý. Vậy thì ba góc nhìn này là ba góc nhìn đang chi phối cuộc đời của một con người. Chúng ta phàm, chúng ta là người hiện tại sống trong trái đất này. Tới thời điểm này, chúng ta bởi chi phối bởi ba góc nhìn này. Tùy thể cuộc của hiện đại khác nhau mà chúng ta sẽ bị chi phối khác nhau. Thời cuộc này là thời cuộc lên ngôi của khoa học. Nên cái gì mà liên quan tới khoa học, liên quan tới cái gì mà làm sao chứng minh được cho chúng ta hiểu, thì chúng ta sẽ có niềm tin. Nên người ta nói khoa học thì thuần hiểu. Còn thời cuộc, nhiều thời cuộc thì tôn giáo lên ngôi. Nên là sao ạ? Chúng ta tôn giáo thì thuần tin, và đạo lý thì thuần biết. Có một thời gian đạo lý lên ngôi. Nên đó là chúng ta bị chi phối nhiều ngàn đời nay, thì con người đều bị chi phối bởi ba góc nhìn này. Thiên hướng của các góc nhìn do đâu mà có thì tùy. Thời cuộc ngày xưa thì người ta thấy con người của người ta bị chi phối bởi cái gì? Thời cuộc này thì Toàn quan sát lại thời cuộc này và nhiều các nhận định của các cao nhân, thì chúng ta đang là thời cuộc chúng ta bị chi phối toàn diện luôn cả ba yếu tố này. Có những người thì dù là nhà khoa học nhưng mà vẫn chi phối bởi tôn giáo và chi phối bởi đạo lý. Thường những con người theo lý tưởng của đạo lý hiện nay vẫn được chi phối bởi khoa học và bị tôn giáo. Và thường bây giờ tôn giáo phải đưa khoa học vào giải thích được thì nó mới được. Thì hiện nay
phước báo cho chúng ta đời đời này. Chúng ta đã chi phối bởi ba cái góc nhìn này luôn cùng một lúc. Thì nhiệm vụ của chúng ta trong 3-4 ngày tới đây là chúng ta làm sao tìm hiểu coi cội nguồn cuộc sống của con người bắt nguồn từ các khía cạnh này. Chúng ta bắt nguồn từ khoa học, bắt nguồn từ tôn giáo, bắt nguồn từ đạo lý, để cho các anh chị thấu hiểu một cách sâu sắc nhất và thuận duyên để đơn giản để lấy từ cái biết của các anh chị. Thì Toàn xin phép Toàn sẽ lấy góc nhìn từ khoa học để hỗ trợ cho chúng ta. Cho mấy lạnh lạnh hơn chút em. Góc nhìn từ khoa học để hỗ trợ cho chúng ta. Để làm chi? Dựa vào góc nhìn từ khoa học xong thì các anh chị sẽ tìm hiểu về góc nhìn của tôn giáo, góc nhìn về đạo lý, để từ đó các anh chị sẽ đơn giản để hiểu hơn. Nên là buổi tối ngày hôm nay, nhiệm vụ của chúng ta đó là tìm hiểu về cội nguồn cuộc sống của con người chúng ta với góc nhìn của khoa học, với tên gọi là công thức cội nguồn cuộc sống. Các anh chị nắm ý này không ạ? Có nghĩa là chúng ta muốn tìm về cái cội nguồn cuộc sống của con người chúng ta bắt nguồn từ đâu, thì chúng ta phải xem coi hiện tại chúng ta bị chi phối bởi những cái góc nhìn gì của cuộc sống này. Thì một người hiện tại vừa mới sanh ra, thì dù bị mới sanh ra, dù họ sống trong một gia đình thuần khoa học, họ vẫn chi phối bởi tôn giáo, họ vẫn bị chi phối bởi đạo lý. Bởi vì sao ạ? Xã hội cho họ cái sự chi phối đó. Rồi một người thuần về tôn giáo đi nữa, sống trong nhà dòng tôn giáo luôn, sống trong cái nhúng mình vào tôn giáo từ nhỏ. Có những người đi tu từ 2-3-4 tuổi từ nhỏ, nhưng mà sao ạ? Vẫn bị chi phối bởi khoa học và vẫn bị chi phối bởi đạo lý. Con người sống trong gia đình nho giáo luôn, sống từ nhỏ, sống là vì được sao ạ? Gia đình huấn luyện là nhân chi sơ tính bổn thiện, rồi nhân lễ nghĩa chí tính, sống phải biết trước biết sau, kiểu sao về đạo lý. Thì cuối cùng cũng ra ngoài xã hội, cũng bị chi phối bởi khoa học và tôn giáo. Thì hiện nay chúng ta đang bị chi phối bởi ba góc nhìn này. Các anh chị có thừa nhận với Toàn là hiện tại mọi tư duy của con người chúng ta đều bị chi phối bởi ba ông này không, ba góc nhìn này không? Các anh chị cảm nhận lại thử coi, có cảm nhận là chúng ta đang bị chi phối bởi ba cái khía cạnh này không? Dạ. Chi phối bởi góc nhìn này. Được chưa? Rồi, vậy thì chúng ta bị chi phối bởi ba góc nhìn này. Vậy thì chúng ta mới bắt đầu lấy góc nhìn nè. Nếu góc nhìn của khoa học thì cái nhân trong cuộc đời của tôi á là cái gì? Tôi muốn tìm hiểu đó. Tôi muốn thay đổi nhân tốt hơn thì tôi phải làm gì? Nếu góc nhìn của tôn giáo thì cái nhân trong cuộc đời tôi là gì? Và tôi muốn thay đổi tốt hơn thì tôi phải làm gì? Nếu về đạo lý thì cái nhân trong cuộc đời tôi là gì? Tôi muốn thay đổi tốt hơn là gì? Các con đừng nói chuyện, các con nắm được ý này ha. Vậy thì chúng ta để cho các anh chị hiểu được cái này thì chúng ta bắt nguồn từ cái yếu tố khoa học trước. Tại vì khoa học á thì cân đo đong đếm được, thấu hiểu được. Nên chúng ta mượn cái góc nhìn của khoa học luận trước, để sau đó nó mở ra các góc nhìn khác thì các anh chị rất nhẹ nhàng. Và từ đó chúng ta mượn cái góc nhìn của khoa học để luận về cuộc đời của một con người. Được ha? Các anh chị hiểu không? Hiểu ý nghĩa của cái việc Toàn nói này không? Nên cái này chúng ta tìm hiểu về công thức cội nguồn. Nó có một cái thuật ngữ là công thức cội nguồn để đại diện cho cái góc nhìn của khoa học về cội nguồn cuộc sống của chúng ta. Công thức cội nguồn. Công thức cội nguồn nó được các chuyên gia, các cao nhân chỉ điểm cho chúng ta để luận về góc nhìn của cuộc đời của một con người theo góc nhìn của khoa học. Rồi các chị phối hợp với Toàn, cùng với Toàn tốt nhất ha. Mục tiêu của chúng ta là tìm về nhân để đổi nhân và đổi quả. Được không? Vậy thì làm sao để kiến tạo nhân tốt là việc làm quan trọng của chúng ta. Chứ bây giờ chúng ta đi xử lý vấn đề cuộc sống hoài mà không thay đổi nhân của chính mình thì thua. Ngày hôm nay chúng ta ở đây là nhân của quá khứ mà tạo nên quả ngày hôm nay. Chúng ta muốn thay đổi của quả của tương lai thì có phải thay đổi nhân của hiện tại không?
có đúng không? Nè, chậm lại nè, nhân của quá khứ mà cho ra quả ngày hôm nay, muốn chúng ta muốn thay đổi quả của tương lai thì chúng ta phải đổi nhân của hiện tại không? Nếu mà không đổi nhân của hiện tại thì làm sao cho quả của tương lai đổi được? Nên là nhân của quá khứ tạo quả của hiện tại, và quả nhân của hiện tại thì tạo quả của tương lai. Nếu chúng ta biết được cái gì quyết định quả của hiện tại thì chúng ta đổi nhân của nó, đổi cái đó thì kết quả sao ạ? Chúng ta sẽ gặt quả của tương lai. Nên là việc chúng ta kiến tạo được nhân tốt và tạo được duyên lành, và chắc chắn chúng ta sẽ gặt được quả như ý nếu chúng ta làm được điều đó. Vậy thì nhiệm vụ của chúng ta trong thời buổi tối này nhất định phải tìm về cội nguồn cuộc sống của chúng ta bắt nguồn từ đâu, theo cái góc nhìn của khoa học. Và Toàn xin phép các anh chị, Toàn sẽ bắt đầu chia sẻ hỗ trợ cho tất cả các anh chị. Và Toàn rất là biết ơn các cao nhân đã chỉ điểm cho chúng ta công thức này. Và thông qua công thức này, nó sẽ giải ra được một cái gì? Nó gọi là cái vướng mắc trong nội tâm của chúng ta rất lớn. Và các anh chị sẽ bắt đầu bước vào dần dần cái thế giới nội tâm của con người chúng ta. Ha, các anh chị sẵn sàng ha. Rồi, các anh chị ghi giúp Toàn cái từ này, đó là từ kết quả. Chúng ta luận từ kết quả mà chúng ta luận. Các anh chị ghi cái kết quả giúp Toàn, ghi cái từ kết quả giúp Toàn. Anh chị ghi cái từ Toàn, cái từ kết quả. Dạ. Rồi. Nếu các anh chị biết rồi thì khoan hay chậm trả lời. Các anh chị nếu chưa biết thì các anh chị chưa có học, các anh chị giúp đỡ Toàn cái này một cái. Nếu cho chúng ta chọn một từ, từ đơn hay từ ghép là do chúng ta quyết định. Nếu chúng ta chọn một từ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đời của mình hiện tại. Nè, chậm lại một chút ha. Nếu cho các anh chị chọn một từ, từ đơn hay từ ghép là do các anh chị quyết định, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đời của mình hiện tại, một từ thôi, thì các anh chị chọn từ nào? Ảnh hưởng trực tiếp nha, trực tiếp đến kết quả cuộc sống của mình hiện tại, thì các anh chị sẽ chọn từ nào? Nếu cho chúng ta chọn một từ để ảnh hưởng trực tiếp đến cái kết quả cuộc đời của mình thì hiện tại chúng ta sẽ chọn từ nào? Ảnh hưởng trực tiếp nha, còn gián tiếp nhiều lắm nha, nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả cuộc đời của mình thì chúng ta chọn từ nào ạ? Có từ nỗi sợ, có từ niềm tin, có từ tâm, có từ thay đổi, có từ giàu, có từ lựa chọn. May mắn cho chúng ta các anh chị, các cao nhân chỉ điểm cho chúng ta các anh chị, đó là cái từ các anh chị ghi vô giúp Toàn. Đó từ là từ chọn lựa. Đó là từ chọn lựa. Đó là từ chọn lựa. Toàn sẽ giải thích cho các anh chị, Toàn sẽ lấy ví dụ là các anh chị thấu hiểu liền. Nếu Toàn nói câu như thế này thì các anh chị thấy nó phù hợp không hen, nó đúng không hen? Đó là chuỗi tất cả các chọn lựa trong quá khứ mà quyết định cái kết quả cuộc sống mình hôm nay. Ví dụ,
mình chọn ăn không ăn thực phẩm nào, chọn chơi không chơi với ai, chọn đọc không đọc quyển sách nào, chọn làm không làm nghề gì, chọn người nào làm bạn đời và không chọn người nào, chọn sanh hay là không sanh con, chọn đối diện với khó khăn chúng ta quyết định đó là từ bỏ hay là bước tới. Tất cả những chuỗi, những cái chọn lựa trong quá khứ mà nó có kết quả cuộc sống ngày hôm nay, các anh chị cảm nhận sao? Các anh chị thấy đúng không? Đúng sai về chọn lựa chúng ta chưa có quan tâm. Nhưng chuỗi tất cả các chọn lựa nó quyết định kết quả ngày hôm nay, thì các anh chị thấy hợp lý không? Còn chọn đúng chọn sai đừng gọi kết luận. Nhưng mà chuỗi tất cả các chọn lựa mà có ngày hôm nay, từ khi chúng ta mới sanh ra, chúng ta chọn bú sữa mẹ hay không sữa mẹ, chọn lúc mang bầu, chúng ta mang bầu là chúng ta chọn ăn không ăn thực phẩm gì, chọn đi làm hay là dưỡng thai hay làm gì, chọn tất cả các chọn lựa đó đều cho ra kết quả ngày hôm nay. Còn đúng sai khoan hảo vội kết luận, nhưng mà chọn lựa nó ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả, thì các anh chị thấy hợp lý đúng không ạ? Biết ơn các anh chị. Vậy thì Toàn đặt câu hỏi các anh chị ạ. Toàn đặt câu hỏi là ai chọn các anh chị? Ai chọn các chọn lựa đó? Ai chọn các chọn lựa đó? Ai chọn các chọn lựa đó các anh chị? Ai là người chọn các chọn lựa đó? Ai là người chọn các anh chị ạ? Mình chọn các anh chị. Nhưng mà khuynh hướng nội tâm của con người có một điều rất là đặc biệt. Đó là một điều cực kỳ đặc biệt các anh chị. Các anh chị tự ngẫm bản thân mình ha. Khuynh hướng nội tâm của chúng ta nè. Khuynh hướng nội tâm nè. Những gì tốt đẹp thì mình có khuynh hướng mình nói mình chọn. Nhưng mà những gì không tốt đẹp thì sao ạ? Những gì không tốt đẹp thì sao? Người khác chọn. Các anh chị cảm nhận cái này không? Đó là ai cũng vậy chứ. Hồi nhỏ xíu à, là đã có cái đó rồi. Ở đây không phải Toàn nói Toàn hay là các anh chị là như vậy, mà khuynh hướng nội tâm của con người nói chung, nếu mà họ không được giáo dục cái nhận thức về nội tâm thì đa phần thì sao ạ? Những cái gì tốt đẹp thì mình chọn, còn những gì không tốt đẹp thì sao ạ? Do người khác chọn. Cưới ông chồng về mà ông chồng cũng ngon thì mình nói là gì? Do ngày xưa tôi chọn sáng suốt. Nhưng mà nếu mà ông chồng có vấn đề thì ngày xưa nói tôi không muốn à, tại vì do ba mẹ ép. Công việc kinh doanh làm ăn á, các đầu tư mà đầu tư đúng á, đầu tư có sinh lãi thì nói mình chọn, còn đầu tư mà có vấn đề thì sao ạ? Người ta gạt mình. Do người ta gạt, người ta lừa tôi. Các anh chị nắm bắt được cái này không? Cái khuynh hướng nội tâm. Mình không có nói đúng sai, mà mình đang nói là gì? Tại sao nó có khuynh hướng đó, rồi từ từ giải quyết thôi. Các anh chị khoan hả vội nói là tại sao tôi chọn cái gì kỳ vậy? Nhưng mà chúng ta hiểu được một điều, đó là khuynh hướng nội tâm của con người nói chung, ngay từ nhỏ xíu bà siêu rồi. Đó là nhỏ xíu luôn, là 1-2 tuổi gì đó. Khi có cái gì tốt đẹp diễn ra là mình nói mình, hỏi mình đây, sao mà con biết làm điều đó vậy? Nó tại vì con tự biết mà. À, con tự biết con chọn lựa đó. Nhưng mà tới khi vừa hư hại cái gì đó, tại ba đó, tại mẹ đó, tại anh đó, nó mới sanh ra cái đó. Các anh chị cảm giác được cái này không ạ? À? Các anh chị hiểu cái cảm giác cái này không? Không biết lúc nào tuổi luôn. Nhỏ xíu, các con Toàn thôi là đã có hình thành nên cái tâm lý đó rồi. Nhỏ xíu à, Toàn quan sát các con từ nhỏ, Toàn coi mấy ổng đó nhận thức được bao lâu, nhận thức cái gì thì sanh ra cái tâm lý đó. Nếu mà mình không can thiệp giáo dục nhận thức ngay từ nhỏ thì cái điều đó nó ngày càng lớn hơn.
nếu mình không can thiệp nhận thức ngay từ nhỏ thì điều đó nó càng lớn hơn nữa các anh chị. Còn nếu có can thiệp thì sao? Nó đỡ hơn, đỡ đổ lỗi hơn, đỡ có cái điều đó hơn chút. Nhưng mà hầu như nhỏ xíu, toàn thường hay dùng từ nhỏ xíu và siêu. nhỏ xíu. Một hai tháng, một tuổi mấy, hai tuổi à, hầu như là bắt đầu rồi. Đó, vậy thì tại sao thì tính sao? Nhưng mà mình biết rồi, mình bây giờ mình biết rồi. Mình biết rồi nghe. Nếu mình biết rồi thì các anh chị ghi vô câu nói giùm toàn cái. Đầu tiên mình chưa biết cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ đâu đi, nhưng mình nói đi câu này cho nó chắc một cái, các anh chị ghi giùm toàn cái. Cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính tôi. Có phải là do mình chọn lựa không? Thì mình khẳng định cái đi tính sao? Rồi tại sao là chính tôi thì chút xíu theo cái góc nhìn của khoa học nó rất rõ tại sao là chính tôi cho các anh chị biết. Nhưng bây giờ chúng ta nói trước đi, cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính tôi. Rồi các anh chị mở ngoặc ra, nhưng không phải lỗi của tôi. Cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính tôi, nhưng mà sao ạ? Không phải lỗi của tôi. Còn tại sao không phải lỗi của tôi cũng không cần quan tâm trong giai đoạn này. Cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính tôi. Tại sao mà toàn thêm vô câu tại không phải lỗi của tôi? Là bởi vì sợ các anh chị học chưa tới, nên là nghe cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính tôi, cái bắt đầu nghỉ học, bước ra quán trách bản thân mình. Ngày xưa trách người, bây giờ trách mình. Nên thôi, không cho phép cái đó, nên ghi vô câu gì ạ? Cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính tôi, nhưng không phải lỗi của tôi. Hiểu tính sao? Tính sao? Đừng có hiểu rồi tính sao. Nhưng mà học không tới, cái tự nhiên cái bắt đầu lỗi tôi. Cái từ đó quán trách chính bản thân mình thì không được. Được không? Nắm được ý này không? Rồi, chị thì đặt ra câu hỏi là gì? Tại sao chúng ta có những cái chọn lựa đó? Tại sao chúng ta lại có chọn lựa đó? Đặt ra câu hỏi. Tại sao chúng ta có chọn lựa đó? Tại sao chúng ta có những chọn lựa đó? Tại sao chúng ta có chọn lựa đó? Do đâu mà chúng ta chọn lựa đó? Có ai có thể giơ tay phối hợp với toàn cái được không? Cái toàn giao lưu với anh chị đó để lớp học của chúng ta, tạo điều kiện cho lớp học của chúng ta thấu hiểu. Ở đây có chị Bích Ngọc đi. Bích Ngọc Sunny nè. Nha. Rồi, các anh chị khác hạ tay xuống giùm toàn đi, toàn chọn chị Bích Ngọc rồi. Ha. Các anh chị hạ tay để cho toàn dễ tương tác. Ha. Rồi, chị Bích Ngọc. Dạ. Em chào thầy và chào cả nhà. Em giơ tay lần này lần thứ 3 rồi. Dạ. Vâng. Không sao, không có quan tâm cái này mà chị đang phối hợp với toàn á. Để hỗ trợ cho mọi người thấu hiểu cái này. Vâng. Em sẵn sao mà chị mặc cái áo đó gì chị? À, sao thầy lại hỏi em câu đấy ạ? Em hỏi gì kệ em. Em tại sao em hỏi, đừng hỏi. Nhưng em hỏi chị đó, tại sao chị mặc cái áo đó? Vì em thích màu nâu. Em có đời nào mặc cái áo đó đâu. Dạ. Tại sao chị lại chọn đó? Bởi vì là em thích cái màu nâu của nó này. Vậy thì chị chọn cái từ là thích để đại diện cho chọn lựa của mình đúng chưa? Dạ. Thế nó thoải mái nữa, nó cũng có cái... Đã. Thấy nó phù hợp với mình không? Có thầy. Nó hợp. Có một số từ nữa là thấy hợp với mình. Thấy hợp gì cũng như nhau ha. Dạ. Vậy thì chị chọn một điều gì đó, chị sẽ thấy mình thích hoặc là mình hợp. Các anh chị có thấy là người ta hỏi mình tại sao chọn cái gì đó, cuối cùng người ta hỏi cho đã, cuối cùng các anh chị chỉ nói được một câu là mình thích hoặc mình hợp hay mình hợp với nó không? Các anh chị có để ý cái điều đó không?
Các anh chị có quan sát cái đó không? Tại sao chị để kiểu tóc đó vậy chị? Tại sao mà chị không để kiểu tóc giống em nè? Chị Bích Ngọc. Dạ. Bởi vì là em cũng thích nó và hợp với em. Chị đã từng cắt tóc ngắn chưa? Dạ rồi thầy. Nhưng mà lúc đó chị cảm thấy tóc ngắn là hợp đúng không? Lúc đấy là em muốn thay đổi. À thì đó, lúc đó chị thấy nó sẽ phù hợp, thích cái sự thay đổi đó nên chị chọn tóc ngắn. Dạ. Vậy thì mọi chọn lựa của mình đều nói một lý do là mình thích nó, mình hợp với nó, mình hợp với nó mà mình chọn lựa. Đúng chưa? Dạ. Vậy thì em hỏi chị nè, trên cơ thể chị có mang một cái căn bệnh gì không? Một bệnh gì nhỏ thôi. Nhỏ thôi. Ví dụ em đang có em ngại không? Chia sẻ không? Dạ không. À, chị chia sẻ giúp em có căn bệnh gì không? Dạ có thầy. Dạ. Em đang có một cái u tuyến giáp. Rồi. Nếu em nói á, chị thích nó thì chị chịu không? Chị thích cái bệnh u tuyến giáp thì có chị có chịu không? Chắc không thầy. Không. Tại sao mà không? Nhưng mà em nói chị chọn lựa mặc cái áo, chị thích nó thì chị chịu. Nhưng nếu em chọn một thuật ngữ khác đi để em diễn đạt cái điều này, đó là chị rất phù hợp với căn bệnh u tuyến giáp, thì chị thấy phù hợp không? Dạ không. Chị không có biết là chị người khác thì họ hợp với bệnh này, người này thì hợp với bệnh kia sao? Và chị thật sự chị có biết là mình phù, cái cách lối sống của mình với tình trạng sống của mình và tất cả của mình phù hợp với căn bệnh đó, chị có biết cái đó không? Em cũng nghĩ là do, nếu mà nó có quả thì cũng là do quá khứ của mình. Thì nó là quả do quá khứ, nhưng mà thực chất nếu nó không phù hợp thì nó có tồn tại không? Nếu nó không phù hợp thì nó không tồn tại. Không tồn tại. Nếu mình hiểu được đạo lý đó là coi như xong rồi đó. Tại vì do mình phù hợp với nó mà nó mới tồn tại với chính mình. Chứ nếu mình không phù hợp thì không tồn tại. Người khác có bệnh này, người kia có bệnh nọ, tất cả đều phù hợp. Nhưng nói thích thì nó lại kỳ, nhưng thực chất rất phù hợp mà nó sự tồn tại. Em hiểu. Nắm không? Nắm chị nắm ý này không? Vậy thì cái gì quyết định sự phù hợp đó? Cái gì quyết định sự phù hợp đó? Nếu mình đổi cái đó thì nó sẽ không còn phù hợp nữa, thì nó đổi cái kết quả. Chị nắm ý này không? Dạ. Em hiểu rồi thầy. Các anh chị nắm cái ý Toàn vừa nói không? Cái gì mà nó đổi cái, nó quyết định cái sự phù hợp đó. Nếu mình đổi cái đó thì nó sẽ đổi cái quyết định chọn lựa của mình liền ngay tức khắc. Vậy thì các cao nhân đã chỉ điểm cho chúng ta, các chuyên gia chỉ điểm cho chúng ta, các anh chị, đó là tính cách của con người chúng ta, nó sẽ quyết định cái sự phù hợp như thế nào đối với từ lối sống đến mọi cái trong cuộc sống này. Chị có gia đình chưa chị Bích Ngọc ạ? Dạ, em có rồi thầy. Dạ. Chị có con chưa? Dạ rồi thầy. Mấy bé rồi chị? Em có một bé 10 tuổi. Chị trước khi kết hôn á với bây giờ, chị có cảm giác được tính cách của mình đã thay đổi so với thời thiếu nữ chưa? Dạ có thầy. À, chị hiện tại mọi cái quyết định chọn lựa của chị, chị có cảm giác nó đều đúng không? Em nghĩ là không. Không. Tại sao không? Nhưng mà tại sao, nếu không thì tại sao lúc đó chị chọn lựa? Bởi vì em cũng đã suy nghĩ về cái câu hỏi này và hỏi chính mình. Thì về sau mới phát hiện ra rằng là tại cái thời điểm mà em lựa chọn thì đấy là cái quyết định tốt nhất mà em đúng thấy. Rồi mà chị phải hiểu được là gì nè, tại thời điểm đó nó đã phù hợp rồi, nó đã đúng nhất rồi, nhưng mà bởi vì do sau đó chị đã đổi tính cách nên mình cảm giác được là sao ạ? Cái quyết định của mình trong quá khứ nó sai, chứ trước đó là đúng. Vậy thì mình ngẫm lại nè, lúc mình chọn kết hôn với người chồng của mình thì mình thấy anh là phù hợp nhất trong cái giai đoạn đó để mình chọn lựa, đúng chưa? Sau đó về tính cách mình đổi không? Sau khi kết hôn mình đổi tính cách không?
Em có thầy. Vậy thì một là đổi tính cách theo chiều hướng thấy anh có vấn đề hơn. Cái hai là đổi tính cách theo chiều hướng tốt hơn, là anh tốt hơn. Thì hiện tại chị đang chiều hướng nào? Thấy em anh tệ hơn, thấy anh hay anh thấy anh tốt hơn? Em theo chiều hướng là thấy anh ấy tệ hơn. Tệ hơn. Vậy thì có nghĩa là tính cách mình đã đổi sao ạ? Đã đổi theo chiều hướng khác đi. Và không thấy anh có chiều hướng tốt như xưa được nữa. Vậy thì bắt đầu chị sanh con, có cảm giác được ông chồng mình tệ hơn một chút nữa không? Dạ. Vậy thì do lúc có con chị thay đổi tính cách tiếp. Ừ. Thì hiểu ý này không? Nên chị cảm giác được cái chọn lựa trong quá khứ hình như nó chưa phù hợp lắm. Có hiểu ý này không? Nhưng mà chọn lựa đó đúng không? Chọn lựa quá khứ đó thầy. Chọn lựa đó đúng không? Bây giờ chọn lựa, quyết định chọn lựa để kết hôn với anh, chọn lựa đó đúng không? Đúng. Em nghĩ tại sao? Quá đúng, tại sao? Bởi vì nó là cái nó phù hợp nhất trong cái giai đoạn đó của mình rồi. Đúng rồi. Chị nắm không ạ? Em có nắm được phần này thầy. À, vậy thì cái chọn lựa nó đã đúng và tính cách mình như vậy nên đã quyết định chọn lựa đó, sau đó mình đổi tính cách nên mình thấy chọn lựa nó sai lầm. Nhưng mà có một bí mật như thế này, đó là mọi chọn lựa, mọi cái tính cách của mình dẫn đến chọn lựa đều cho ra một kết quả. Vậy thì nếu chúng ta muốn thay đổi kết quả, mình phải thay đổi cái gì? Thay đổi kết quả. Ừ, muốn thay đổi kết quả hiện tại. Thay đổi tính cách. Thấy nó đơn giản không? Nên các anh chị ghi giúp toàn câu nói thông qua bối cảnh cho chị Ngọc. Các anh chị ghi giúp toàn câu nói. Đó là gì? Muốn thay đổi hoàn cảnh thì hãy thay đổi tính cách. Muốn thay đổi hoàn cảnh thì hãy thay đổi tính cách. Mình dùng cái từ hoàn cảnh cho nó đơn giản hơn cho các anh chị. Còn đáng đúng á, là muốn thay đổi kết quả thì sao? Thay đổi tính cách nhưng nó kỳ. Tại vì muốn thay đổi hoàn cảnh là thay đổi tính cách là đơn giản nhất. Vậy thì có một số người nằm trong một số cái hoàn cảnh đặc biệt. Ví dụ là bản thân mình yêu thương một ai đó, sau đó người đó lường gạt mình. Cái tiếp tục chia tay, sau đó tiếp tục người thứ hai cũng lường gạt mình tiếp. Là mình rơi vào một hoàn cảnh lặp đi lặp lại. Các anh chị nghe toàn chia sẻ. Đó là mình rơi vào một hoàn cảnh được lặp đi lặp lại. Mình rơi vào hoàn cảnh lặp đi lặp lại có nghĩa là sao? Tính cách mình không thay đổi. Tính cách mình không thay đổi nên hoàn cảnh nó đã lặp đi lặp lại. Vậy thì mình muốn thay đổi được hoàn cảnh thì phải làm gì? Mình thay đổi tính cách của mình. Thay đổi tính cách. Vậy thì nếu cho chị một cái tính cách nào đó để có hôn nhân hạnh phúc, chị có đổi không? Em có. Nhất định đổi không? Có. Nhất định. Nếu cho chị một cái tính cách nào đó mà chị giàu có lên, chị đầy đủ hơn trong vật chất, chị đổi không? Có. Nếu cho một chị một cái tính cách nào đó mà được vạn người yêu mến và trở nên giàu có hơn và hôn nhân ngày càng hạnh phúc hơn, chị đổi không? Có. Nhất định. Nhất định đổi không? Dạ. Và nói cho chị bí mật, hiện tại thế giới không có ai tìm ra được tính cách nào liên quan tới mấy cái đó. Biết được thì sao? Tại người ta đã đổi hết. Để thế giới này làm gì có chuyện hôn nhân có vấn đề. Người ta chỉ cần nói bạn chỉ cần có tính cách này thì cuộc sống hôn nhân sẽ rất là ok. Thì thế giới này người ta đã chỉ dẫn hết rồi. Thế có cách nào không thầy? Có chứ. Nhưng mà bởi vì tính cách nó không là gốc rễ, chúng ta buộc phải thay đổi tính cách để thay đổi chọn lựa và đổi kết quả. Nhưng do tính cách không là gốc rễ nên sao? Chúng ta không tập trung thay đổi tính cách. Các anh chị ghi câu này giúp toàn để nhớ. Chỉ có thay đổi tính cách thì mới thay đổi được chọn lựa. Chỉ có thay đổi tính cách thì mới thay đổi được chọn lựa và thay đổi được kết quả. Nhưng do tính cách không là gốc rễ nên không thay đổi tính cách, không tập trung thay đổi tính cách. Chị Ngọc hiểu ý em vừa chia sẻ không?
Có nghĩa là không phải mình không thay đổi tính cách, mà bởi vì mình không biết tính cách nào phù hợp với cuộc sống gì, nên là việc mình thay đổi tính cách nó cũng không cho kết quả. Bởi vì sao? Có thay đổi đi nữa thì nó cũng tái lại tính cách cũ. Bởi vì do nó không là, không là gốc rễ nên mình không thay đổi, không thay đổi được nó. Nên người ta nói là giang sơn sao à? Dễ đổi, bản tánh khó dời. Là bởi vì sao? Con người rơi vào hoàn cảnh cũ, họ tái lại tính cách cũ là chuyện bình thường. Nên chúng ta không tập trung thay đổi tính cách, bởi vì tính cách không là, không là gốc rễ. Vậy thì bây giờ mình tìm hiểu coi tính cách của con người nó bắt nguồn từ đâu ha. Còn cảm ơn chị đã phối hợp với chỗ này nha chị. Cảm ơn chị Bích Ngọc đã giúp đỡ cho chúng ta. Chúng ta cho một tràng pháo tay để cảm ơn sự phối hợp của chị Bích Ngọc để chúng ta thấu hiểu tại đây ha. Em xin phép em tắt micro của chị ạ. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ. Có nghĩa là tính cách không là gốc rễ nên chúng ta không thay đổi. Vậy thì đặt ra câu hỏi nghi vấn nè. Tính cách của con người do đâu mà tạo? Thì may mắn cho chúng ta là các chuyên gia đã giúp đỡ cho chúng ta, đã giải cho chúng ta những điều này các anh chị. Và họ nói là dính do những cái thói quen mà tạo nên tính cách. Và họ nói với chúng ta là tập trung vào thay đổi thói quen. Nhưng mà con người cũng không biết thói quen gì để cho ra kết quả thật sự tốt nữa. Và họ đã tìm ra nhiều thói quen tốt cho con người ứng dụng theo, nhưng mà con người không chịu thay đổi thói quen. Chứ không phải là không có thói quen tốt để đi theo. À, có một số người thì nói là thói quen hút thuốc là thói quen xấu. Các anh chị có cảm nhận thói quen hút thuốc là thói quen xấu không ạ? Các anh chị có cảm nhận thói quen hút thuốc là thói quen xấu không? À, nếu vậy thì không đúng. Và tao nói cho các anh chị bí mật, nhưng mà hứa đừng nói với ai nha. Nếu mà ai hỏi thì được quyền nói, nhưng mà hứa đừng nói với ai. Không có khái niệm thói quen tốt xấu các anh chị. Chỉ có thói quen phù hợp với tính cách và kết quả thôi. Nên là việc một người hút thuốc mình nghĩ là thói quen xấu, bởi vì do mình nhìn về khía cạnh của sức khỏe. Nhưng nếu nhìn về khía cạnh của tư duy, khía cạnh của tĩnh tâm, khi mà không có việc gì, hoặc là có một số người ở xứ biển, người ta đi ngoài biển lạnh quá, không thể nào tìm kiếm được cái gì mà ấm từ bên trong được hết. Người ta cầm một điếu thuốc, người ta hút cái một, các anh chị cảm giác được cái độ ấm của khi hút điếu thuốc không? Thì nhìn hình tướng là nó không tốt. Nhưng có một số người tư duy á, thì họ cần điếu thuốc để họ suy nghĩ. Rồi tâm của con người loạn, họ cần một chất kích thích gì đó để đưa vào. Và thuốc lá họ chọn giải pháp chất kích thích đó. Nên á, là chúng ta nhìn hình tướng thấy thói quen đó là xấu, do là chúng ta nhìn góc nhìn của sức khỏe. Nhưng nhìn góc nhìn đó, thói quen đó cũng chưa chắc là không tốt. Nên thói quen tốt xấu không có, mà chỉ có thói quen phù hợp với kết quả. Nếu bạn có mong muốn kết quả sức khỏe tốt hơn thì bạn đổi thói quen hút thuốc thôi. Hiểu ý được không ạ? Ngay cả thức khuya, có một số anh chị nói là thức khuya là không tốt. Nhưng người ta thức khuya để người ta làm điều gì đó thì nó tốt cho công việc, nhưng có thể nó hại sức khỏe. Nên thói quen tốt xấu của con người rất là khó định đoán. Còn dùng rất là từ là rất là khó định đoán. Mà nên chúng ta chỉ có thể nói thói quen đó chưa phù hợp với kết quả đó thì nên đổi thôi. Chứ không có dám nói sao ạ? Không có dám nói đó thói quen đó không tốt. Tại vì mình đang nói cái thói quen đó không tốt thì cũng chưa chắc. Chỉ có thói quen không phù hợp với kết quả, bạn muốn thay đổi kết quả không? Thì sao ạ? Thì sao các anh chị? Đổi thói quen. Vậy thì thói quen đi làm xong rồi đi nhậu với bạn bè, theo các anh chị thói quen đó tốt không? Thói quen đó xấu không? Cũng chưa chắc. Nhưng mà đối với kết quả để sao ạ? Hôn nhân hạnh phúc thì chưa chắc phù hợp. Nắm không? Nắm ý này không? Còn kết quả tương tác mối quan hệ xã hội giữa con người với con người thì có thể phù hợp. Đối với kết quả của sức khỏe thì chưa chắc phù hợp. Nhưng mà kết quả đối với quá trình tương tác làm ăn thì sao?
À, vậy thì chúng ta muốn đổi kết quả thì chúng ta mới luận lại thói quen. Các anh chị nắm không? Nắm cái ý Toàn vừa chia sẻ không? Nắm ha, nắm cái ý Toàn vừa chia sẻ ha. Đó là gì? Vậy thì khi mình hiểu được đạo lý đó, bây giờ tôi muốn kết quả gì thì mình mới luận lại thói quen mình hiện tại phù hợp chưa, mình mới kiến tạo. Nên khi người ta nói là gì, thay đổi cái thói quen là sẽ thay đổi được tính cách của con người. Thói quen gì lâu dài sẽ hình thành nên tính cách, và nó sẽ thay đổi chọn lựa và kết quả. Sau đó họ tập trung sao ạ? Thay đổi thói quen. À, và cuối cùng người ta phát hiện ra thói quen không là gốc rễ các anh chị. Nên cuối cùng thay đổi thói quen cũng không phải là giải pháp. Nên họ bắt đầu, họ cho ra một cái thuật ngữ mới nữa. Thuật ngữ tiếp theo nữa đó là hành động của con người quyết định thói quen. Và chỉ cần sao ạ? Thay đổi được hành động là chúng ta sẽ thay đổi được thói quen các anh chị. Mà hành động tốt thì cho ra thói quen tốt. Thói quen tốt thì cho ra tính cách tốt. Và cho ra chọn lựa và cho ra kết quả. Và tương tự như vậy, hành động của con người cũng không có khái niệm tốt xấu. Mà hành động của con người phù hợp với cái thói quen nào đó, phù hợp với cái kết quả nào đó. Một con người họ không muốn thay đổi cái kết quả cuộc sống của họ vì sức khỏe, thì họ quyết định chọn lựa ngủ, ăn rồi ngủ rồi chơi. Nhưng mà người muốn thay đổi cái kết quả của sức khỏe thì họ chọn hành động là gì ạ? Tập thể dục. Được không? Hiểu ý này ha. Vậy thì thay đổi cái hành động thì thay đổi thói quen, mà thay đổi thói quen thì sẽ thay đổi tính cách, và khi đó chọn lựa chúng ta sẽ khác đi. Vậy thì chỉ cần đổi hành động là được. Nhưng có số người nói hoài luôn họ cũng không đổi hành động. Bởi vì sao? Họ cũng chưa tập trung muốn thay đổi kết quả của chính mình. Nên người ta mới tìm coi hành động của con người do đâu mà tạo. Thì họ phát hiện ra do tứ suy nghĩ của họ mà tạo nên hành động. Suy nghĩ của chúng ta mà tạo nên hành động. Sau đó mới bắt đầu họ cho chúng ta kết luận là sao ạ? Suy nghĩ tốt thì cho ra hành động tốt, và hành động tốt thì cho ra thói quen tốt, mà thói quen tốt thì cho ra tính cách tốt, mà tính cách tốt thì cho ra kết quả tốt, và cho ra số phận tốt. Nên là con người bắt đầu người ta đánh giá cao cái khả năng tư duy của con người, là khả năng suy nghĩ của con người. Và người ta quyết định, suy nghĩ quyết định thành bại. Suy nghĩ của con người quyết định thành bại. Và từ đó trở đi người ta kêu mọi người suy nghĩ tích cực. Các anh chị có không ạ? Các anh chị có nghe người ta nói hãy suy nghĩ tích cực không? Các anh chị có nghe không ạ? Có nghe người ta nói là phải suy nghĩ tích cực không các anh chị? À, nghe nhiều. Nhưng mà ngạt nổi là gì? Muốn suy nghĩ tích cực cũng không được. Bây giờ chị Bích Ngọc nè, chị có suy nghĩ tích cực về chồng của mình nhiều được không? Hay vẫn còn đâu đó nó tự chạy ra những hình suy nghĩ tiêu cực? Em mở video cho chị phối hợp vài cái nữa. Có phải đâu đó nó tự chạy ra những suy nghĩ tiêu cực không? Dạ. Tại sao? Có những cái suy nghĩ tiêu cực thầy. À, nó vẫn chạy ra không? Có thầy, bởi vì là, đấy là những cái mà nó thường xuyên tác động với mình thầy. Ừ. Về mặt cảm xúc. Thường xuyên không biết, nhưng mà cơ bản là chị đã chạy ra cái đó mà chị không kiểm soát được, đúng không? Chị cũng muốn suy nghĩ tích cực chứ. Chị muốn suy nghĩ tích cực về cuộc sống, suy nghĩ tích cực về con người, suy nghĩ tích cực về chồng, suy nghĩ tích cực về con chứ. Nhưng mà tại sao nó vẫn sao ạ? Nó vẫn chạy ra suy nghĩ đó. Vậy thì nếu tập trung thay đổi suy nghĩ thì cũng không được, bởi vì nó cũng không lạ. Không lạ, không là gốc rễ. Nên đặt ra câu hỏi rất là lớn ở đây, đặt nghi vấn rất lớn ở đây. Đó là điều gì quyết định suy nghĩ của con người, định hình suy nghĩ của con người đây? Và các chuyên gia đã cho chúng ta một cái thuật ngữ đặc biệt các anh chị. Chị Ngọc có thể cùng cả nhà ghi vô giúp Toàn các anh chị. Đó là niềm tin. Em mượn chị Ngọc luôn nghe chị Ngọc. Dạ. Đó là ngày xưa tới giờ làm điều gì mà người nhà của chị có phản đối chị không? Dạ có. Em là người thân của chị, ví dụ
em nói là gì chị Ngọc ơi, đừng làm cái điều đó nữa, là không có kết quả đâu, làm chi nữa, bỏ cuộc đi. Thì theo chị, em có niềm tin ở chị không? Có niềm tin là không làm được. Đúng rồi các anh chị. Và Toàn đang có niềm tin đối với chị Bích Ngọc là gì ạ? Chị không làm được. Chúng ta đừng có hiểu lầm là người ta không có niềm tin ở chúng ta, mà họ rất là có niềm tin ở chúng ta là chúng ta làm không được. Các anh chị hiểu ý không? Toàn là người thân của chị Bích Ngọc. Khi chị Bích Ngọc làm điều gì đó, Toàn nói là chị đừng có làm nữa, làm không có kết quả đâu. Thì Toàn có rất là có niềm tin là chị Ngọc sao ạ? Làm không được nên Toàn mới phát ngôn đó. Nếu mà Toàn có niềm tin chị Ngọc làm được thì Toàn sẽ nói là gì? Làm đi chị, em ủng hộ chị. Vậy thì có nghĩa là sao ạ? Em có niềm tin chị làm không được. Làm được. Được không? Các anh nắm được ý này không? Vậy thì con người luôn luôn có một cái niềm tin gì đó, theo chiều hướng nào thôi. Và tất cả những cái gì chúng ta có niềm tin đều thành sự thật, đều cho ra kết quả. Các anh chị ngẫm lại ai? Ai ở đây đang tin mình đẹp thì ngày hôm nay các anh chị đã sao rồi? Đã sao các anh chị đã đẹp. Nhưng mà ai đó tin mình, có niềm tin mình xấu thì ngày hôm nay chúng ta đã sao rồi? Đã xấu. Ai tin mình có thể làm được điều gì đó thì ngày hôm nay đã làm được chưa? Được. Và ai tin mình làm không được thì ngày hôm nay mình đã làm không được chưa? Đã không được. Vậy thì tất cả những gì nó là niềm tin đều cho ra kết quả. Vậy thì ngày hôm nay cái gì chúng ta có niềm tin đều cho ra kết quả. Vậy thì khi một con người, em xin phép tắt mic chị Ngọc, một con người họ mập thù lù thú lú, hang Toàn xin phép gọi anh câu mập thù lù thú lú, cái sau đó họ giảm cân, cái giảm cân hoài không ốm là được, không gọn người là được, và họ nói là gì? Tôi không có tin là tôi có thể gọn người, đúng không? Tôi không có tin là tôi có thể ốm là được. Nè, tôi không tin là tôi có thể ốm lại được. Thực chất là họ có không tin không? Theo các anh chị thì họ không tin đúng không? Tất cả có phải là họ không tin đúng không các anh chị? Sao đúng được? Họ rất có niềm tin mình mập hoài không ốm. Hiểu các anh chị không ạ? Họ rất tin là mình mập. Còn một người ăn hoài mà không mập, ăn muốn tàn cuộc luôn ăn tới mà muốn sập nhà sập cửa, ăn mênh mông đại hải, ăn hết nhân loại này, nhưng mà cuối cùng cũng không lên ký được. Vậy thì họ có niềm tin gì? Nói tôi không ăn hoài không mập đâu, tôi không có tin là mình mập đâu, làm gì có chuyện mập, ăn nhiều cũng không có mập hết chứ. Ủa, không có tin đâu, đừng có kêu tôi uống cái gì, tôi ăn cái gì chi, uống dinh dưỡng gì chi cho mệt, tôi không có tin là tôi mập đâu. Vậy thì thực chất á là họ làm sao các anh chị? Họ thật sự họ không tin không? Họ không tin không các anh chị? Không. Họ rất tin là mình ốm, mình gầy. Hiểu ý này không ạ? Các anh chị nắm ý này không? Họ tin mình gầy. Vậy thì con người chúng ta có một bí mật rất đặc biệt, đó là chúng ta luôn luôn có một niềm tin gì đó về một điều gì đó, và nó thành hiện thực. Đó là một bí mật rất lớn mà các cao nhân đã chỉ điểm cho chúng ta. Nên hiện nay chúng ta tin, có niềm tin mình làm không được thì kết quả sao rồi các anh chị? Kết quả sao rồi ạ? Đã làm không được và mình tin mình làm được thì sao? Là mình đã làm được. Và quan trọng nè, bí mật nè, niềm tin nó giống như một cái bong bóng. Các anh chị chỉ cần lấy một cái kim xì một lỗ là giống như niềm tin nó mất đi 1%. Thì theo các anh chị, nó đã chuyển đổi hệ thống niềm tin chưa? Theo các anh chị nó chuyển chưa? Chuyển rồi. Niềm tin chỉ có 100%, chứ không có khái niệm 99%. Khi mà nó lủng một lỗ
thì từ từ nó đã xì hết. Nên ngày hôm nay mình nói là gì? Tôi tin tôi làm được mà, tại sao tới giờ tôi làm không được? Mà thực tự tâm nội tâm của mình, nó có một cái thuật ngữ nó tên gọi là liêm chính nội tâm. Con người mình liêm chính đối với chính bản thân mình đây. Là mình thật sự là mình có niềm tin tuyệt đối không? Liêm chính bản thân hay liêm chính nội tâm cũng được. Mình thật sự mình có cái toàn bỏ cái tờ giấy này, tao viết lại tờ giấy khác cho nó đẹp. Liêm chính nội tâm. Là khi chúng ta làm một điều gì đó, khi chúng ta làm điều gì đó, cái chúng ta bắt đầu nói tôi tin mà tại sao tôi cũng không có kết quả, mà thực tâm của mình bên trong còn niềm tin đó như cũ không? Theo các anh chị, không, nó xì vậy. Giống như cái bong bóng trọt vô nó xì từ 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 từ, từ sáng tới chiều nó xì. Nên cuối cùng sao? Cuối cùng chuyển đổi niềm tin mà mình không biết. Cuối cùng niềm tin nó chuyển đổi mà mình không biết. Và cuối cùng sao? Đã không tin tưởng có niềm tin tuyệt đối về điều gì đó rồi thì coi như niềm tin đã chuyển đổi. Và đã có niềm tin tuyệt đối rồi thì kết quả nó không bao giờ đổi. Nhưng mà có cái là do mình chưa phân biệt được hai thuật ngữ này. Nó được gọi là mong muốn ý thức các anh chị. Các anh chị ghi cái thuật ngữ này giúp Toàn. Mong muốn ý thức. Có hai thuật ngữ này mà chúng ta cần phải nắm để phân biệt. Nếu không thôi nó lộn quá, chúng ta hiểu lầm. Đó là niềm tin bên trong. Nó có thuật ngữ này, đó là mong muốn ý thức và niềm tin bên trong. Rồi, Toàn lấy ví dụ đơn giản thôi. Còn cũng mượn chị Bích Ngọc một cái hen chị. Dạ. Biết ơn chị. Lúc kết hôn á, chị có mong muốn mình hôn nhân hòa hợp hạnh phúc không chị? À, có chứ thầy. À, thiệt không? Dạ. Em hỏi nghiêm túc nha. Rồi. Nhưng mà chị à, mình mong muốn cái đó với niềm tin bên trong khi chị kết hôn, chị có niềm tin sao? Nó khác nhau nha. Việc mình muốn có hôn nhân hòa hợp hạnh phúc, đó là ý thức của bản thân mình, là do mình mong muốn cuộc sống như vậy. Nhưng mà bản thân niềm tin bên trong có niềm tin tuyệt đối về điều đó hay không? Không thể. Không. Vậy thì cuối cùng đố chị, niềm tin bên trong chiến thắng hay là mong muốn ý thức chiến thắng? Niềm tin bên trong chiến thắng ạ. À, chúc mừng chị. Vậy thì hiện tại chị đang có một cái hệ thống niềm tin bên trong là muốn hôn nhân, muốn hạnh phúc rất khó khăn và hôn nhân tan vỡ thì đơn giản hơn. Đúng chưa? Vậy thì cuối cùng mong muốn ý thức và niềm tin bên trong nó không thống nhất nhau, nên cái kết quả niềm tin bên trong đã chiến thắng. Đã thì chiến thắng. Em đúng là đang có một cái bài toán về cái hôn nhân cần phải giải quyết đây này. Bởi vì sau đấy thì em với chồng em cũng ly hôn sau 5 năm. Đấy, và hiện tại bây giờ em cũng đang cảm thấy rằng em đang... Ly thân hay ly hôn? Ly hôn hả? Ly luôn chưa? Rồi ạ. Sau, sau 3 năm. Ly hôn rồi đúng không? Vậy thì niềm tin bên trong mình sao? Lúc mà bạn mình mong muốn ý thức là kết hôn, là hòa hợp hạnh phúc, nhưng mà niềm tin bên trong là nó không có khả năng đó, và cái khả năng tan vỡ hôn nhân là sao? Là rất cao, đúng chưa? Và kết quả ngày hôm nay niềm tin bên trong đã sao? Niềm tin bên trong đã chiến thắng. Nhưng mà có nghĩa là em bị cái vấn đề là hiện tại khi mà giống như là đổi cây ấy, phải đổi cây mà mình trồng giống mới thì mình không chắc chắn. Mình không chắc chắn. Mình chỉ đổi cây chưa? Chưa thầy. À đó, thấy chưa? Cái niềm tin tài rồi, không sao, không sao. Đừng có quan tâm đến đó, ăn học những ngày tới đây tính tiếp. Nhưng mà quan trọng nè, mình đã hiểu được đó là gì. Niềm tin bên trong của mình sao ạ? Nó đã theo chiều hướng khác rồi. Nó khác với mong muốn rồi. Cái kết quả niềm tin bên trong đã chiến thắng. Vậy thì khi nào mà mong muốn ý thức với niềm tin bên trong nó thống nhất với nhau, thì lúc thời điểm đó là chúng ta đạt được ước nguyện cuộc đời.
Các anh chị nắm được ý này không? Nhưng mà vì cái trải nghiệm ở trong quá khứ ấy này, nên là em không có quan tâm, em chỉ quan tâm tới chỗ này thôi. Còn trải nghiệm gì đó là chuyện của chị, tính sao mấy ngày tới tính tiếp. Việc mình đổi nhân là chuyện mình phải đổi, nhưng mà tới đây chị thấu hiểu chưa? Vậy thì tương tự như vậy, chị luận về sức khỏe của chính mình. Và em hỏi thiệt chị nè, cái bú cổ đó chị có niềm tin là mãi mãi nó tồn tại đúng chưa? Không phải. Thiệt không? Thiệt. Thì thiệt thì niềm tin gì bên trong đây? Em nghĩ là nó chỉ nhất thời để báo hiệu cho em cần phải điều chỉnh đấy. À vậy thì thật sự như vậy không? Thật. Vậy thì mong muốn ý thức của chị là gì? Mong muốn ý thức của em là khỏe. Thật sự không? Có ạ. À vậy thì chúc mừng chị đó. Nếu như vậy thì vài bữa nó sẽ đổi. Còn nếu mà bị người ta tác động hay làm gì đó, nó dịch chuyển hệ thống niềm tin mà không tương đồng với mong muốn ý thức, thì tiếp tục niềm tin bên trong kháng tiếp. Các anh chị nắm được cái ý này không các anh chị? Các anh chị nắm được ý này không? Có nghĩa là niềm tin bên trong, còn nhiệm vụ chúng ta thống nhất giữa mong muốn ý thức và niềm tin bên trong thì tính sao? Nhưng cơ bản là sao ạ? Là chúng ta hiểu được cái ý nghĩa nó có chút cái, hiểu cái đạo lý này một cái, rồi vài bữa tính sao? Tại mình còn ăn học mà. Rồi hen, nắm hen. Rồi bắt đầu quay qua đây. Tiếp tục. Vậy thì chúng ta chỉ cần sao à? Chuyển dịch hệ thống niềm tin là chúng ta thay đổi cuộc đời không? Đổi kết quả không các anh chị? Nếu chúng ta chuyển dịch niềm tin thì chúng ta đổi kết quả không? Theo các anh chị thì đổi niềm tin là đổi kết quả không? Và bí mật của chúng ta nằm ở đây, đó là các anh chị chỉ cần đổi niềm tin thì ngay tức khắc nó qua một cái công đoạn hay lắm, nó đổi trực tiếp luôn á, đến chọn lựa. Đến chọn lựa các anh chị. Đổi cái niềm tin là đổi chọn lựa. Nên nhiều khi á, có giây phút trong cuộc đời các anh chị đi mua sản phẩm dịch vụ nào đó, đi trải nghiệm, tự nhiên có niềm tin là ra quyết định luôn à. Chứ đâu có nhất thiết với thời gian gì đâu. Trong một tích tắc nó đổi luôn. Được chưa? Nên là đổi niềm tin thì bắt đầu sao ạ? Đổi cái kết quả. Vậy thì chúng ta chỉ cần đổi niềm tin là đổi kết quả cuộc đời. Ngon chưa? Vậy thì các anh chị ghi tiếp. Chỉ cần đổi niềm tin thì sẽ đổi kết quả. Tuy nhiên là không tập trung thay đổi niềm tin, bởi vì niềm tin nó cũng không là gốc rễ. Không đổi nó đâu. Tại vì mình đâu có biết tại sao mình tin cái điều đó đâu. Mới đẻ ra thôi các anh chị, lớn lớn chút xíu muốn làm bác sĩ, từ đó tự nhiên cái muốn làm bác sĩ luôn à. Mới đẻ ra muốn làm phi công, mới đẻ ra cái là muốn có vợ có con, mới đẻ ra muốn đi tu. À vậy thì làm sao để biết được, làm sao để biết được niềm tin đến từ đâu đây? Nếu đổi thì đổi làm sao? Nó đã ăn sâu vô rồi trong tâm trí của con người chúng ta, làm sao đổi đây? Vậy thì đặt ra câu hỏi tiếp tục, cái điều gì nó quyết định cái niềm tin của con người chúng ta? Điều gì? May mắn cho chúng ta các anh chị, may mắn cho chúng ta, đó là các cao nhân đã chỉ điểm cho chúng ta, các chuyên gia đã chỉ điểm cho chúng ta, đó là niềm tin của con người chúng ta được tạo từ những hình ảnh trong tâm trí. Niềm tin của con người chúng ta đã tạo từ những hình ảnh trong tâm trí. Những hình ảnh trong con người chúng ta, niềm tin đến từ những hình ảnh trong tâm trí. Toàn sẽ lấy ví dụ cho các anh chị để các anh chị nắm bắt. Các anh chị phối hợp giúp đỡ Toàn á, ngay và liền á.
Các anh chị giúp đỡ Toàn ngay và liền nha. Các anh chị giúp đỡ Toàn lấy hai người thân của mình làm trọng điểm, chồng hoặc là vợ hoặc là con gì đó tùy các anh chị. Sau đó các anh chị viết ra năm cái thuật từ đại diện cho cảm nhận và cảm xúc của mình về người đó. Toàn lặp lại cái bài tập, các anh chị giúp đỡ Toàn làm. Lấy ra một cây viết và miếng giấy, ngay tức khắc chọn lựa hai con người thân yêu của mình nhất làm trọng điểm. Hai con người gần mình thân yêu với mình, hoặc là người thân của mình làm trọng điểm. Mới chọn ra năm từ đại diện cho cảm nhận cảm xúc của mình, mà những cái từ đó gợi mở hình ảnh tâm trí. Các anh chị viết ra tờ giấy, viết liên tục năm cái từ đó giúp Toàn về họ. Giúp Toàn, các anh chị lấy một tờ viết, cây giấy, cây viết với tờ giấy. Nếu ai có rồi thì thôi. Sau đó các anh chị chọn hai người trọng điểm, hai người thân của mình làm trọng điểm. Các anh chị viết năm từ đại diện cho cái gì? Đại diện cho cái gì ạ? À? Đại diện cho cái cảm nhận và cảm xúc của chúng ta về họ. Năm từ. Các anh chị có khoảng 3 phút giúp đỡ Toàn làm điều đó. La làng quá gì ta, lại đây chơi với ba nè. La quá, con gái trùng cung trong khách sạn á. Cái bả nè, dễ giờ bả la làng lên, bả đang nói chuyện cái bả la lên. Hay lại đây chơi với ba, chào cả nhà nè. Con chào cả nhà. À, con chào cả nhà. À, con chào đi. À, nãy giờ bà la, bà nghe Toàn nói chuyện cái bà la làng lên nè. Toàn vô đây la thử hay. Dạ. À, con chào cả nhà. Con tên là Jin. Tên của con là tên là Khánh An. Con chào cả nhà. Hello Jin kìa. Có mấy cô chú hello con kìa. Đó, con chào cả nhà. Đạp chân, hàng cái chân đạp. Chắc là cái thịt. Chào. Ây dạ, lên đây nằm luôn không? Ngày các anh chị ghi đi. Có khoảng 3 phút. Các anh chị ghi. Đã, con chào cả nhà ha. Lại chơi chào xong đừng có ghen nữa ha. Đừng ghen la nữa. Cười kìa, cô kêu kìa. Để cô Đào nè, cô Đào Nga, cô kêu con kìa. Cô Đào Nga muốn nói chuyện đúng không? Dạ, em chào thầy ạ, em chào cả lớp ạ. Cô kêu con chào cô. Con gái yêu quá thầy ạ. Chào con bà. Gái. Bà nghe nói chuyện nãy giờ, bà ghen, bà la đằng kia, bà kêu lại đây chơi á. Con gái yêu quá thầy. Dạ. Con mới đi Bhutan về nữa đó. Wow. Con leo được núi 3000 mấy mét á. Tuyệt vời quá. Dạ. Con giỏi quá thầy. Rồi thôi, hết gần hết 3 phút rồi. Và xin phép. Rồi, bây giờ các cô nè, cô Nga ghi năm từ nè. Ghi năm từ là từ gì nè cô?
Dạ, em ghi về chồng em đó là chăm chồng, chỉ ạ. Chồng ạ. Rồi, chăm chỉ. Nhất. Chăm chỉ ạ. Chăm chỉ, thứ hai. Khéo léo ạ. Khéo léo. Thứ ba. Nóng tính ạ. Nóng tính ạ. Nóng tính nè. Thứ tư. Thương con ạ. Thứ năm. Trách nhiệm ạ. Trách nhiệm. Vậy thì khi chị có một cái hình ảnh về chồng của mình là một người chăm chỉ, thì theo các anh chị trong mắt của chị là anh là người chăm chỉ, thì đại diện cho hệ thống niềm tin của chị đối với anh là một người chăm chỉ. Chăm chỉ, vâng. Đúng chưa? Và chị có nói là gì? Anh là một người khéo léo. Vâng. Vậy thì chuyện gì mà làm trong nhà mà cần sự khéo léo có phải là chị nhờ anh làm không? Đúng ạ. Có phải không? Phải, nhưng mà chị có cái tấm hình anh là một người nóng tính. Vậy kết quả thì sao? Thì anh cũng rất hài lòng tính ạ. Rất hay nóng tính. Nhưng mà em hỏi chị nè. Anh có trong hình ảnh của người khác chưa chắc là anh có cái nóng tính. Chị có biết cái này không? Có. Em thấy có. Có phải là chưa chắc anh có hình ảnh nóng tính với người khác đúng không? Đúng ạ. À vậy thì do đâu? Vậy thì niềm tin của chị đối với anh là người nóng tính, nên kết quả anh đã đối xử nóng tính với chị. Nhưng mà đúng người khác không có hình ảnh anh nóng tính, nên ảnh đâu có bị, ảnh đâu có đối xử nóng tính với người khác đâu. Đúng rồi thầy ạ. Nắm nắm ý em vừa nói không? Em hiểu thầy ạ. À vậy thì có trách nhiệm, thì chị cảm giác anh có trách nhiệm đúng không? Vâng ạ. Cảm giác anh có trách nhiệm. Vậy thì anh là người có trách nhiệm đối với chị. Vâng, với cả gia đình ạ. À, nhưng mà nhiều khi trong cơ quan ảnh chưa chắc anh có trách nhiệm không? Ừ. Cũng có thầy ạ. À, chị thì hình ảnh của chị lúc nào trong cái đó. Nhưng mà người lãnh đạo trong cơ quan cũng chưa chắc ghi nhận anh là người có trách nhiệm thì sao? Đúng rồi thầy ạ. Vậy thì chị có niềm tin anh là người có trách nhiệm. Vậy thì ảnh sẽ có trách nhiệm đối với chị. Nhưng mà chưa chắc có trách nhiệm với người khác. Đúng ạ. Vậy thì cái niềm tin, hệ thống của niềm tin của chị là do những hạt mầm trong tâm trí của chị mà tạo nên. Dạ, vâng ạ. Được không ạ? Được ạ. Ai, chắc trả lại cho mẹ đi, để ba bắt đầu vô nội dung sâu hơn. Chị người thứ hai chị. Người thứ hai là con ạ. Con đâu chị đọc lên này. Để con để ra. Con Vinh, bye bye cả nhà. Con biết ơn cả nhà. À, con biết ơn cả nhà, con chào cả nhà đi. Cười cái chào cả nhà đi. Rồi, con bye bye cả nhà. Rồi, vậy thì con ơi, con của chị có hình ảnh sao? Dạ, nhút nhát mẹ. Nhút nhát, thứ hai. Biết giúp đỡ mẹ. Thứ ba. Mải chơi ạ. Thứ tư. Tình cảm ạ. Thứ năm. Người học ạ. Chị có ba cái tấm hình là lười học nè, nhút nhát với mãi chơi. Thì con của chị nó xong rồi, chị ơi. Đúng không? Đúng ạ. Thì trong hình ảnh tâm trí của chị chứa đựng con của chị là người nhút nhát, thì hệ thống niềm tin của chị đối với con là một người nhút nhát. Nhút nhát. Nó mãi chơi, nó ham chơi. Và nó sao? Lười học. Lười học. Chúc mừng cho. Vậy thì về lâu dài mối quan hệ của chị với con nó sẽ đi đến sao ạ? Mất kết nối. Mất kết nối dần đi. Vâng. Đối với anh chị còn hình ảnh ngon hơn đối với con nữa đó. Vâng, em cũng thấy thế. À, vậy thì vấn đề nằm ở đâu? Do trong cái cách suy nghĩ của em luôn có những dạ cái không, hình... suy nghĩ nó ở trên đây lận chị. Suy nghĩ đó trên đây, còn bên trong là hình ảnh mà. À, vâng. Do em có những cái hình ảnh không tốt về con. À, vậy thì em lấy ví dụ để chị cùng phối hợp với em ha. Chị cùng phối hợp với em một chút xíu để em sẽ nói cho chị nghe hiểu cái này. Được chưa? Vâng. Em mượn cái câu chuyện của thầy Michael Ross để nói về điều này ha. Đây, vâng. Cái này cái gì chị ạ? À? Các anh chị. Tới với chị Nga luôn với các anh chị. Cái này là cái gì các anh chị? Là cây bút ạ. Là cây bút hay còn gọi là cây viết đúng không? Cây bút. Vâng.
Vậy thì nếu ở đây em với chị đều thấy đây là cây bút đúng không ạ? Vâng. Nhưng mà mình lấy ví dụ gì, chúng ta dùng nó để làm gì các anh chị? Để viết ạ. Dùng nó để viết, được chưa? Vậy thì đây là cây bút, chúng ta dùng để viết. Nhưng mà nếu con vật, là đặc biệt là con chó đi, là một con vật rất thông minh bên cạnh mình, thì nó dùng nó để làm gì các anh chị? Là cục xương này ạ, học trò chơi. Cắn nó đi, cắn nó đi, thì xem cái này là cục. Cục xương. Cục xương hay đồ chơi gì đó, mình lấy ví dụ là cục xương đi ha. Vâng. Thì theo chị con chó đúng hay mình đúng? Cả hai cũng đúng thầy ạ. Tại sao? Tại sao cả hai cùng đúng? Tại vì... con chó thì theo quan theo hình trong hình ảnh của con chó thì đấy nó là cục xương, còn trong cái hình ảnh của mình thì đấy là cái bút thầy, nó là cái bút thì là cục xương. Chị thì bắt đầu em để cái này đây hen, em không có ở đây, chị cũng không có ở đây và không có bất kỳ ai ở đây hết, thì theo chị không có con chó luôn, thì theo chị lúc đó cái này là gì? Thì nó sẽ không là gì thầy. Nó sẽ không là gì? Không là gì là sao? Là nó không tồn tại hay sao? Vì nó không có đối tượng nào để nhìn nhận nó. À vậy thì không có đối tượng nhận thức về nó nên nó không là gì. Được chưa? Vậy thì khi có đối tượng nhận thức về nó, lúc đó nó mới sao? Nó mới xuất hiện những cái hình nó ảnh. Mới là gì? Vậy thì bản chất mọi cái nó đều có tính không. Các anh chị ghi vô một cái thuật ngữ giúp Toàn. Đó là vạn vật đều có. Vạn vật đều có sao ạ? Đều có tính không. Đều có tính không. Tính không không phải là không tồn tại hay không nhìn thấy, mà là không có đối tượng nhận thức về nó nên nó có tính không. Và vạn vật luôn luôn có tính không. Nó là gì? Do đâu ạ? Do có đối tượng nhận thức về nó mà nó tạo nên cái đó là gì? Ví dụ Toàn từ bên trong Toàn đi vô, Toàn nhìn thấy cái này, thì lúc đó nó là gì chị? Đó là cái bút thôi ạ. Còn con chó đi vào thì sao ạ? Là cục xương ạ. Là cục xương. Vậy thì cùng Toàn và con chó cùng vào thì sao? Thì là cây bút và cục xương ạ. Và cây bút đối với Toàn, còn cục xương đối với con chó. Vâng. Vậy thì bản chất nó tính không, nên nó có tiềm năng trở thành bất kỳ cái gì. Và nó muốn trở thành gì là do chúng ta quyết định. Vâng. Do chúng ta quyết định. Vậy thì con của chị cũng là, Toàn xin phép, Toàn nói thì kỳ, nhưng con của chị là một cái trường hợp cũng không là ai. Nó, con là ai là do chị thấy con là ai thì con sẽ là ai. Và bản thân mình cũng là vậy. Bản thân mình không là ai, và mình là ai là do mình quyết định. Nên khi mình không là ai thì mình có thể trở thành bất kỳ ai. Nhưng mà chị đã định con của chị là gì? Là một con nó lười học, con nhút nhát. Được chưa? Thì cuối cùng sao? Thì chị đã định con chị là ai rồi thì sao? Giống như chị định đây là cây viết gì đó. Vậy thì bản chất cái này là cái gì? Do bên trong này quyết định ra hay là bên ngoài tác động vô? Do bên ngoài. Do bên ngoài hay là bên trong à? Bên ngoài tác động vô trong đầu hay là trong đầu tác động ra? Trong đầu tác động ra. Vậy thì chị bị dính cái hình ảnh trong tâm trí của chị nên quyết định con chị là cái gì rồi? Dạ, đúng rồi. Chị hiểu ý này không ạ? Vậy thì bản chất con mình có tính không? Con mình không là ai hết, mà con là ai là do bên trong mình tác động ra, nên trong tâm trí mình đã có hình con mình là người lười học, mẻ chơi và nhút nhát. Vậy thì sao ạ? Thì con sẽ lười học, mẻ chơi và nhút nhát trong mắt của mình suốt cuộc đời còn lại. Đúng. Vậy thì bên trong tác động ra chứ không phải bên ngoài tác động vô. Vậy thì thế giới xung quanh của mình do ai tạo vậy? Do mình tạo. Do mình tạo ra. Vậy thì chỉ cần đổi được hình ảnh trong tâm trí thì sao? Thì sẽ đổi được cái, sẽ đổi được cái kết quả của cuộc sống bên ngoài. Đổi được cái bên ngoài. À, vậy thì chị bắt đầu, chị cùng với em nè, nhắm mắt lại hình dung thử em. Mình ước cho cái này thành kim cương nha. Đó, mình ước nè, ước gì cái này thành kim cương, thành kim cương. Rồi, mở mắt ra. Nó thành cái gì ạ? Nó là cái bút hả? Vậy thì tại sao? Tức là hình ảnh đấy nó sẽ không phải là gốc rễ, nên là ta sẽ không thay đổi cái hình ảnh đấy. Dạ không. Nó thuật ngữ của chị là chị bị dính hình rồi. Chị bị dính cái hình ảnh tâm trí con của mình là ai rồi. Nó bị dính hình ảnh này.
nên mãi mãi cái hình ảnh đó trong tâm trí của chị nên hiện thực bên ngoài nó vậy. Nhưng nếu bây giờ chị đổi nè, theo chị á, nếu em tìm, em không xem cái này là cây viết để em viết, mà đây là một cái cơ hội kinh doanh để cho em đổi được kim cương thì đổi được không? Đổi được thầy. Đổi được. Vậy thì mình bị dính hình đây là cây viết nên tối ngày mình cầm nó mình viết. Nhưng đây là một vật trao đổi mua bán với nhau để mình đổi lại vật ngang giá là tiền. Sau đó mình lấy cái đó mình mua kim cương thì khả năng khả thi không? Khả thi ạ. Khả thi. Là bởi vì sao? Vậy thì một con người, mình là ai? Khi mình không là ai, mình mới có đủ tư cách trở thành bất kỳ ai. Còn nếu mình là ai rồi thì sao? Mình sẽ không là ai cả. Không là ai được nữa. Nên chị đang bị dính hình về con của mình. Nên là chị đổi hình thì sao ạ? Đổi hình thì sẽ đổi cái quả bên ngoài. Được không? Nắm được cái ý này không? Vậy thì con của chị bản chất không có lười nhác, không có gì hết. Nhưng mà do hình của chị có lên, có trong tâm trí của chị. Vậy thì tại sao mình có cái tấm hình đó? Thì mình phải đặt tiếp tục cái câu hỏi là gì? Hình ảnh trong tâm trí của mình do đâu mà có? Đúng rồi. Thì hình ảnh trong tâm trí của mình do những gì mình nghe, do mình thấy, do mình nói và do mình biết, nên nó có tạo nên hình. Do những gì mình nghe, những gì mình thấy, những gì mình nói và những gì mình biết thì nó tạo nên hình. Vậy thì chúng ta chỉ cần sao ạ? Thay đổi cái biết, thay đổi cái nói, thay đổi cái nghe, chỉ kiểm soát lại cái nghe và thấy thì đổi hình. Vậy thì chị đang biết con về con chị theo chiều hướng bất lợi, đúng chưa? Đúng. Chị nói những điều về con chị theo chiều hướng gì? Bất lợi. Và hàng ngày chị tập trung nghe và thấy những gì bất lợi về con, nên là hình nó bị dính sâu quá. Nên bị dính hình. Nên cuối cùng hệ thống niềm tin của chị là theo chiều hướng đó. Và chọn lựa của chị là sao ạ? Con nó lười học quá nên chị làm biến dạy. Còn nếu mà con nó siêng năng, coi chừng chị mời gia sư đồ này kia, những người giỏi nhất của đất nước này hướng dẫn cho nó. Hiểu hiểu ý này không ạ? Và chúng ta đã gì vậy thì chồng của mình hiện tại, ổng có nóng tính không? Không ạ. Không. Mà do mình bị dính cái hình ổng nóng tính, nên là mỗi lần nói chuyện tới cái sao anh cọc quá vậy, sao anh nóng tính nó vậy. Còn bây giờ giả sử chị có cái hình anh là một người hiền dịu thì sao? Thì lúc nào anh cũng hiền dịu. Đúng rồi. Vậy là thế giới bên ngoài của mình do mình tạo ra. Vậy thì mình chỉ cần đổi hình là đổi đời. Nó có một cái thuật ngữ, cho anh xin tờ giấy trắng mini. Nó có một cái thuật ngữ tên gọi là nếu đổi hình thì đổi đời. Thế giới bên ngoài do mình tạo ra, do cái cách nhìn cuộc đời của mình đó, thế giới mình tạo ra, đó là mình đổi hình. Các anh chị chỉ cần nhớ đổi hình nè. Ba nói đổi hình đó. Bà quên nữa rồi. Đổi hình để đổi đời. Vậy thì muốn đổi được hình thì đơn giản thôi, đó là thay đổi cái biết, thay đổi cái nói, kiểm soát và đổi cái nghe và thấy của mình thì đổi hình. Vậy thì những ngày tới đây chúng ta sẽ học cái những cái hiểu biết để làm sao chuyển đổi được hình ảnh trong tâm trí. Chúng ta thay đổi cái nói, kiểm soát cái nghe và cái thấy. Nghe thấy thì chúng ta sẽ cho được cái công thức cho các anh chị kiểm soát. Còn thay đổi cái biết là nhiệm vụ các anh chị phải học thôi, chứ giờ sao? Tự mình phải học tập. Cái nói thì sao ạ? Các anh chị phải thay đổi cái nói thôi. Nên là mấy ngày trước nếu mà chúng ta khéo, chúng ta đã thay đổi được cái nói chưa? Thôi. Thay đổi được cái nói rồi. Nói theo chiều hướng mình mong muốn thì có phải từ từ ngon không? Vậy thì chị muốn con mình học
thì sao? Thì về nói những điều sao à? Vừa con nó cầm lên được cái tờ giấy học tập, con bao nhiêu tuổi rồi chị? Con 13 tuổi. Con 13 tuổi, con chỉ cần cầm lên một cây viết ngồi tính toán. Bữa nay học con à? Bữa nay con ngồi trên bàn được 2 phút rồi hả? Chị không ngon không? Đã ngồi được 2 phút rồi, bình thường ngồi 1 phút mà. Hiểu ý này không? Thấy hiểu. Tập trung vào những gì tốt đẹp của con mà làm lớn lên. Nó có một cái nguyên tắc đặc biệt này, cái này nói nguyên tắc thì nó hình như không phải nguyên tắc. Nó thuộc chất nguyên lý. Các anh chị cứ hình dung gì nè. Chúng ta nguyên lý về ánh sáng bóng tối, các anh chị biết rồi ha. Nếu không có ánh sáng thì bóng tối nó sẽ xuất hiện. Nếu mất đi ánh sáng thì bóng tối nó sẽ xuất hiện. Được chưa? Vậy thì có ánh sáng thì bóng tối nó biến mất. Được chưa? Vậy thì trong mối quan hệ tương tác giữa con người với con người nó cũng có nguyên lý đó. Nếu mình chơi càng thân với nhau, hay còn gọi là gần gũi nhau thường xuyên, thì nếu không làm lớn điểm tốt của đối phương thì điểm không tốt nó sẽ tự trỗi dậy trong tâm trí của chúng ta. Mình ghi vô đi các anh chị, cái này nó quan trọng lắm. Nè, khi chúng ta chơi càng thân nhau, tại sao mối quan hệ càng thân thiết càng dễ đổ gãy, càng gần nhau càng dễ đổ gãy? Nếu một người càng chơi thân với nhau thì họ càng gần nhau. Thì con người đến với nhau từ sự ngưỡng mộ mà đến. Ví dụ như chồng của mình kết hôn, cái mình ngưỡng mộ, mình thấy ổng có một số đặc tính gì đó mà mình có mong muốn mình có, cái bắt đầu sống gần ổng. Thì càng gần, thì nếu mình không biết làm lớn cái ưu điểm của đối phương thì nhược điểm của đối phương nó sẽ tự sao à? Nó tự trỗi dậy. Các anh chị nắm được ý còn vừa chia sẻ không? Nó tương tự như nguyên lý bóng tối và ánh sáng. Nếu mình nuôi giữ ánh sáng thì bóng tối sẽ biến mất, còn tắt đi ánh sáng thì bóng tối nó sẽ mất đi. Vậy thì khi thân càng thân với ai mà không làm lớn ưu điểm của đối phương thì nhược điểm của đối phương nó sẽ trỗi dậy. Vậy thì chị càng thương yêu con thì cái khả năng nguy cơ trỗi dậy những đặc tính không tốt của con sao ạ? Càng trỗi dậy nhiều. Càng trỗi dậy nhiều. Vậy thì chị tập trung làm lớn những cái điều tốt đẹp của con thì những gì không tốt đẹp của con nó sẽ nhỏ đi. Thì toàn chưa thấy hiện nay trên nhân loại này người nào mà làm lớn cái khuyết điểm của đối phương mà có thể giữ được mối quan hệ tốt hết. Chưa có ai trong nhân loại này mà càng làm lớn khuyết điểm của đối phương mà có thể giữ được cái mối quan hệ thâm tình được hết. Chỉ có chúng ta làm lớn ưu điểm của đối phương thì mối quan hệ đó mới kết nối sâu dày và tốt đẹp. Và càng thân thì càng phải làm lớn ưu điểm của đối phương. Nắm được ý này không? Dạ, em nắm được. Vậy thì trong quá trình sống chị đưa chú ý đơn giản thôi. Đó là con nó có làm cái gì thì có sự kiên trì. Toàn tặng cho chị 8 cái tố chất của nhân tài để cho chị nắm bắt. Để làm lớn cái này lên thì đảm bảo con nó sẽ có sự chuyển hóa rất lớn. Đó là 8 tố chất của nhân tài. Tám tố chất của nhân tài. Thứ nhất là về sức học tập. Sức học tập mình đừng có nghĩ nó học giỏi nha. Ví dụ ai ở đây mà học 2-3 khóa rồi mà không hiểu cái gì mà vẫn kiên trì học tập. Nhân tài. Học mà không hiểu gì hết mà vẫn học tập. Là nhân tài. Vẫn kiên trì học tập tại không hiểu gì trơn mà vô đây học hoài. Ê, nhân tài không phải giỡn ngang, chứ đâu phải giỡn. Học bị nhức đầu nhức cổ, buồn ngủ, học lên ngủ lên ngủ xuống mà vẫn kiên trì học tập mấy năm 7-10 khóa. Hình như lúc nãy toàn thấy có người phụ nữ nào đó học 10 khóa rồi đúng không? Nhân tài. Không phải là người bình thường. Học ngủ lên ngủ xuống mà vẫn học. Vậy thì mình đừng có suy nghĩ là người đó học giỏi mới gọi là nhân tài, mà sức học tập của con người. Có một số cô chú anh chị lớn tuổi ở đây
tự nhiên tuổi 80 hết rồi mà vẫn còn giữ được cái sức học tập tốt và vẫn kiên trì học tập dù ngủ lên ngủ xuống mà vẫn học, nhân tài. Vậy thì con của mình nó không có giỏi toán nhưng nó cầm cái viết vô nó làm được nửa bài toán thôi, nhân tài không? Hả? Nó không ưa toán học nhưng mà nó quyết tâm làm thì có phải sức học tập nó kinh hoàng không? Hả? hiểu ý này không? Đã hiểu. Mình làm lớn cái sức học tập của trẻ lên, chứ đừng có bao giờ mà thấy ví dụ trong một cái cuộc họp 10 giờ là họp, 12 giờ là kết thúc, 11 giờ 50 người đó mới đến. Ngon không? Các anh chị thấy là ngon không? Ngon. 11 giờ 50 mới đến là có nghĩa là như vậy mà còn thời gian để đến được là đã tranh thủ mọi loại thời gian để đến họp rồi. Như vậy thì chúng ta phải đánh giá cao cái người đó mới đúng chứ. Thì lần tiếp theo họ sẽ đến sớm hơn, một lần nữa đến sớm hơn, một ngày nào mà các anh chị nhìn được điểm tốt của họ chắc chắn họ sẽ đến đúng giờ. Vâng. Hiểu này không ta? Đã hiểu. Ông chồng ông đi nhậu hay ông đi đâu đó mà ông về nhà mình đã mừng chưa? Mừng rồi. Mừng rồi. Thì nói bữa nay anh về sớm quá, mới có 12 giờ anh đã về rồi. 12 giờ đêm mà anh về rồi, mừng quá. Ngày hôm sau ông sẽ đi về lúc 11 giờ 59. Trời, anh đã về sớm hơn hôm qua 1 phút rồi, anh có biết không? Đối với em 1 phút đó là rất là tốt đẹp đối với em. Tại vì thêm 1 phút được cái cơ hội gần anh. Cứ làm lớn như vậy từ từ thì cỡ đường nào thì sao ạ? Thì anh cũng về sớm. Cũng về sớm. Thì mình phải nhìn được những điểm tốt đó. Rồi. Kiên trì là những trong những cái tố chất của con nhân tài. Mà ngay cả kiên trì không thay đổi, nói hoài cũng không nghe. Ví dụ mẹ nói con đi học đi, nói hoài cũng không đi học. Mình nói với con là gì? Con đúng là nhân tài thật sự. Mẹ nói suốt như vậy 2 tiếng đồng hồ mà con vẫn kiên trì không đi học tập. Vậy thì sau này nếu mà con theo đuổi đam mê mà kiên trì như vậy thì con cũng là không phải là một dạng dừa nữa. Mày phải nhìn thật sự cái tố chất đó của con. Hiểu ý này không ta? Tôi hiểu nè. Hiểu thiệt không? Hiểu thiệt ạ. Có những đứa trẻ các anh chị biết nó muốn một cái đồ chơi gì đó mà nó kiên trì nó đòi hoài, có không? Có. Có. Vậy thì chúng ta đánh giá nó là nhân tài hay đánh giá nó là gì? Nếu mà theo đuổi đam mê mà kiên trì như vậy thì sao? Thì sẽ là nhân tài này. Khủng khiếp chứ đâu phải bình thường được. Vậy thì mình phải hiểu đó là tố chất của nhân tài, chỉ cần dịch chuyển tố chất đó phù hợp với hoàn cảnh thôi là chúng ta giàu. Con của mình nó không phải dạng bình thường. Hiểu ý này không ta? Dạ hiểu. Hiểu hen. Rồi, có gánh cống hiến, gánh vác là tố chất của nhân tài. Những bạn nhỏ ngày xưa lúc mà 1-2 tuổi á, con nó thường hay chạy lại, nó giúp đỡ chị công việc không? Có. Vậy thì lúc đó chị la nó, đừng có phá, đồ không biết làm gì chứ mà lại phá. Có bị có la nó không? Có la. À vậy thì lớn lên nó không làm là phải. Lúc thời điểm nó mới làm như vậy, mình nói với con, trời, con mới có 1 tuổi mấy, 2 tuổi à, mà con mà còn lại giúp ba mẹ giặt đồ, giúp ba mẹ rửa chén, giúp lúc nấu ăn, giúp này kia gì, nó giúp cái gì cũng đánh giá cao, đúng là nhân tài. Con chưa biết làm mà con mày đặt con đã gánh vác cái gống hiến với gống gác cái đó rồi hả? Nhân tài. Ở đây có một người rất hay nè, chơi game toàn gánh tim, có phải là gánh vác không thầy? Khích lệ liền ngay tức khắc, thấy con chơi game mà nó gánh luôn một cái tim, nhân tài. Con đứng ra con gánh luôn cái tim, con bảo vệ con người giúp cho bạn chơi như vậy hả? Tố chất đó là tố chất của nhân tài, đâu phải đơn giản mà có được tố chất đó. Thì nếu người mẹ nhìn thấy thật sự cái điều đó ở con thì nó nhân tài thật sự. Hiểu ý này không chị? Dạ, em hiểu. Giặt đồ đồ này kia phơi đồ, có phải con nó chạy lại lấy đồ tiếp của mình không? Hồi nhỏ mình chửi nó, cái lớn lên mình sai nó không làm.
là bởi vì nguyên nhân từ nhỏ không đánh giá cao tinh thần cống hiến gánh vác của con nên không tạo nên những đứa trẻ có trách nhiệm. Dạ đúng, rất đúng thật. Nếu mình làm được điều đó từ nhỏ thì làm gì có cái chuyện đó, chồng mình mới vừa vô ổng rửa chén rồi này kia dơ em thấy ghê, ổng vừa bước vô rửa muốn quỳ lại biết ơn vì sao, trời ơi bữa nay anh rửa được ba cái chén, bữa nay anh rửa được cái chén cơm của anh rồi đó hả. Bài rửa dù không sạch mình có thể rửa lại nhưng đánh giá cao, bởi vì sao, nhân tài. Làm không được mà tao vẫn quyết tâm tao làm thì còn là nhân tài chứ còn là cái gì nữa. Hiểu ý này không ta? Hiểu đấy ạ. Hiểu thật sự không? Hiểu thật sự luôn này ạ. Nội cái chuyện mà ông có thể ăn xong mà ông lấy miếng gác ông bỏ vô thùng gác thôi là nhân tài. Ông đã gánh vác một phần nào đó công việc của mình. Nhìn theo cái cách nhìn đó đó, tự khắc từ 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 thấy cái gì nó cũng làm lớn cái tố chất của con người lên, thì vài bữa chị rất là nhẹ và thoải mái trong cuộc sống hàng ngày mà không lo. Em hiểu. Hiểu không? Hiểu ý này ha. Rồi, có sự trân trọng biết ơn là nhân tài. Chỉ cần làm điều gì nhỏ mà trân trọng biết ơn là nhân tài. Ừ. Đâu rồi? 1, 2, 3, 4, 5 này. Tới cái gì nữa? Sức học tập, kiên trì, cống hiến, gánh vác, trân trọng biết ơn. Còn gì nữa quên này? Dũng cảm đấy. Dũng cảm thay đổi. Dũng cảm nhận lỗi. Đó, dũng cảm thay đổi. Dũng cảm nhận lỗi. Và gì nữa? Đó là khiêm tốn. Rồi mấy cái sau này nói sao, nhưng mà cơ bản đây là 8 tố chất của nhân tài. Làm lớn các tố chất này. Trời ơi, ở đây có người con chơi game đồ này kia mà con lớn lên muốn làm YouTuber rồi con trở thành nhân tài thầy ạ. Làm lớn việc đó để trở thành nhân tài thì không, mình không làm lớn con làm chơi game. Các anh chị đừng làm lớn cái chuyện con làm chơi game là nhân tài. Mà nó kiên trì chơi game từ sáng tới tối mà không ăn mà vẫn còn chơi game được thì là nhân tài. Còn không có khỏi khích lệ con chơi game mà việc con chơi game không ăn không uống mà mày chơi còn được nữa, đúng là thật sự nhân tài. Nếu trong tương lai làm công việc mà kiên trì làm như vậy chắc giàu không thể hình dung. Khích lệ con điều đó. Dạ. Mình chuyển đổi tâm thái. Chuyển đổi, chuyển dịch. Chuyển dịch cái nội tâm của mình. Mình phải nhìn được một điều. Tại vì vạn vật có tính không mà, nên chỉ cần chuyển dịch cái đó qua một hoàn cảnh khác là nhân tài hết. Hiểu ý này không? Đã hiểu rồi. Ngay cả một cái người phụ nữ nào đó đi ra ngoài đường thấy người đó chửi quang quang, chửi chồng chửi con, cái người đó mà đi đòi nợ là ngon. Đi đánh ghen là số 1. Hiểu ý này không các anh chị? Đã hiểu. Hiểu không? Hiểu ý này không? Hiểu. À vậy đó, mình hiểu được vậy là nó được. Đó là gì? Mỗi con người đều có một cái đất dụng võ của họ. Nếu mình nhìn ra được, mình chuyển dịch tâm thái đối đãi là tự khắc các anh chị sẽ thấy khác. Nên là 8 tố chất này nếu ai chịu làm lớn lên thì bên cạnh mình trở thành nhân tài thực thụ đó, chứ không phải là người bình thường. Vậy thì con của mình thử đi, làm thử vài tháng là nó khác biệt. Ba không có nói con đừng có ghen như vậy. Bà ghen bà là. Nắm không? Các anh chị nắm ý này không? Dạ lắm ý ạ. Ừ. Bài học hôm nay của thầy ngon quá. Em biết ơn thầy đã rồi, vậy thôi, đổi hành đã. Rồi, đổi cái biết cái này, cái nghe, cái thấy, cái nói sao, ngày mai học tiếp. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta học cội nguồn cuộc sống của con người của chúng ta bắt nguồn từ đâu vậy? Hình ảnh tâm trí. Hình ảnh tâm trí. Ở đây có người hỏi nhút nhút nhát thì dịch chuyển sao?
đâu phải nhút nhát, tại mình dùng cái từ nhút nhát á thì đã xong rồi, con của mình nó đâu có nhút nhát, con mình nó đâu có nhút nhát, dùng cái từ nhút nhát sao dịch chuyển. Bản chất một đứa trẻ nó dò xét mọi cái gì đó nó mới quyết định, thì nên là gì, nó quyết định chậm hơn đứa trẻ bình thường là bởi vì trong tâm trí dò xét, sợ sự nguy hiểm và cẩn trọng trong cái tiếp cận, chứ đâu phải nhút nhát. Đâu có, đứa trẻ không có đứa trẻ nào nhút nhát trơn á, đừng có hiểu lầm. Nó cẩn trọng trong gà sót. Ví dụ như coi con vật đó, nó không biết con vật đó là gì, có độ nguy hiểm hay không, nên nó vừa nhìn thấy con gián, vừa nhìn thấy con thằng làng sợ. Cái đức tính đó tốt không các anh chị? Theo các anh chị đức tính đó tốt không? Tốt ạ. Nếu nó liều, nó không có quan tâm gì hết, thấy con gắn nó chạy lên nó bóc, thì con gắn nó cắn nó chết sao? Thấy không? Vậy thì sự cẩn trọng dò xét đó, thì mình cho kiến thức con nó sẽ hết đi cái đó. Ví dụ con vật gì nguy hiểm thì như thế nào thế nào thế nào, các anh chị cho kiến thức xong là xong. Hiểu 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 không? Hiểu không? Nó cẩn trọng, nó dò xét nên nó mới sợ. Sợ quá chạy, cái gì vậy? Sợ cái gì cũng nhát chân, tại vì không hiểu người ta mới sợ. Vậy thì con mình sợ ma. Giống như hôm qua bạn đó sợ ma, nói không có con ma, nhưng mà tại sao con vẫn sợ ma vậy? Vậy thì mình phải cho kiến thức, những ngày tới cho kiến thức con sẽ hết sợ. Thì đó, không ra chỗ tối, không giống là cảm thụ nội tâm của con nó khác. Ừ. Kiên trì và thay đổi hả? Khác nhau chứ. Dũng cảm thay đổi với kiên trì nó khác nhau chứ. Nhiệm vụ của mình là làm lớn những đức tính này. Rồi coi khóa này có làm thêm được cái tố chất nhân tài này nữa không thì làm thêm cho các anh chị. Nhưng bữa nay hết giờ rồi, các anh chị thông cảm là chút xíu nữa là xe chuẩn bị đi lên Vasapa rồi. Bây giờ 10 giờ mấy, bữa nay hào hứng nói tới 10 giờ 7 phút rồi. Mình nghỉ, ngày mai học tiếp, ngày mai lên Sapa cái bối cảnh khác nói chuyện tiếp ha. Em biết ơn thầy Lâm lắm á. Ha, mình nghỉ. Biết cả nhà. Bữa nay tối nay thôi ha. Này chúng ta nghỉ nghe các anh chị. Toàn xin phép các anh chị để cho lên xe ăn cái rồi ngày mai có mặt tại Sapa ha. Rồi biết ơn các anh chị lắm lắm. Toàn mở micro chúng ta chào nhau một cái ha. Em chào thầy, em chào cả nhà.